thì hôm nay là mình sẽ học được điều đó ha. Và phi tắc và tích số tan, và sau đó mối quan hệ giữa độ tan và tích số tan. Và các em phải nắm được cho cô là điều kiện nguyên tắc của ba cái phương pháp của mình, đó chính là mo, von ha, mo, von ha và phi san. Em chỉ nắm cho cô mo và von ha, hai cái này là quan trọng nhất, được chưa nè, và ứng dụng của phương pháp này trong phân tích. Và điều kiện của mình, phương pháp tạo tủa của mình, điều kiện tạo thành kết tủa, lưu ý cho cô nha. Như cô đã nói, ví dụ phản ứng kết tủa là phản ứng hóa học xảy ra khi một sản phẩm của mình tạo thành một chất điện ly istan, chất điện ly istan hay còn gọi đó chính là chất kết tủa. Cô ví dụ giống như là NG cộng nè, cộng sin L trừ tạo thành tủa của NG sin L tạo thành kết tủa trắng. Phải NG sin L tức là tức là bạc clarua này, nó là một cái chất điện ly istan, nên kết quả em lấy cô có hai, cô có cái ống nghiệm, cô nhỏ vào ống nghiệm vài giọt của sin L trừ, cô nhỏ vài giọt của bạc NG cộng vào, thì ở dưới đáy ống nghiệm cô sẽ thấy được cái tủa đó, tủa màu trắng đó chính là bạc clarua. Em lưu ý ha, phải là nó tạo thành một cái chất điện ly istan, chứ nó tan ra thì các em sẽ không nhìn thấy cái hiện tượng tủa nữa. Nên lưu ý cho cô, phương pháp phản ứng tạo tủa là sản phẩm của nó là tạo thành cái chất điện ly istan, lưu ý nha. Và cái tích số tan có nghĩa là gì? Tích số tan có nghĩa là, nghe tích là mình hiểu, đó chính là nhân với nhau ha, là tích số nồng độ của chất điện ly istan trong cái dung dịch. Dung dịch của mình, nước của mình phải ở trạng thái là bão hòa, lưu ý cho cô nha. Và mình có, cô có một cái công thức tổng quát. Cô ví dụ như cô có một cái tủa, tủa A và B, AB đi, tủa AB đi. Và lúc này cô sẽ có ion, ion dương và ion âm. Vậy tích số tan là bằng gì? Tích số tan có nghĩa là T nha em, tích số tan là T. Thì bằng tích của hai nồng độ là A nhân với nồng độ là B. Nhưng mà các em để ý, trước A nó có M, thì em mũ lên cho cô A, A mũ M, trước B có N thì em mũ lên cho cô. Được chưa? Mình được có một công thức, đó chính là tích số tan. Biểu thức này bắt buộc em phải nhớ, được chưa nè. Và tích số tan của chất B của mình, khi trong bài kiểm tra của em cô hỏi là khi nào nồng độ nó bằng hoạt độ, được nè. Hôm bữa trước, ngày đầu tiên mình học, mình có biểu thức là A là hoạt độ bằng F nhân với C. C đó chính là nồng độ. Vậy thì trong một bài kiểm tra câu hỏi là khi nào nồng độ bằng hoạt độ, có nghĩa là khi dung dịch của mình nó loãng, thì lúc này mình coi cái F đó là bằng 1, nên lúc này hoạt độ của mình nó sẽ bằng nồng độ. Lưu ý cho cô nha. Vậy cô có tích số tan của hoạt độ của chất A nhân hoạt độ của chất B. Lưu ý cho cô là có số mũ nữa nha. Rồi, vậy thì điều kiện của phản ứng tạo tủa của mình là gì? Thứ nhất, đó chính là khi nào cái tủa của mình nó được tạo thành, được nè, khi nào cái tủa nó được tạo thành, cái tích số tan đó nó chính là một đại lượng không thay đổi. Nhưng em, cái t này nè, tích số tan này là một đại lượng không thay đổi, có nghĩa là trước đó người ta đã khảo sát cho mình rồi, ở một điều kiện chuẩn rồi, thì người ta ra được cho mình một cái tích số tan. Được chưa nè. Và khi mình muốn tra cái tích số tan thì mình dựa vào cái sổ tay hóa lý mình tra. Còn nếu như cô có ra bài tập cho em thì cô sẽ cho em cái tích số tan, lưu ý ha. Và người ta hỏi là khi nào điều kiện của mình tạo tủa khi nào, có nghĩa là cái tủa của mình nó tạo khi nào. Lưu ý cho cô là khi là dung dịch của mình nó ở trạng thái là phá bão hòa. Khi nào? Khi tích của nồng độ của A nhân với B, được chưa nè, lớn hơn tích số tan là T, thì lúc này tủa của mình nó được tạo thành. Lưu ý cho cô nha. Tích nồng độ của A nhân với nồng độ của B lớn hơn tích số tan, thì lúc này cái tủa của mình nó được tạo thành, được chưa nè. Còn nếu như dung dịch của mình nó chưa được bão hòa, có nghĩa là nó chưa có tạo thành tủa, thì lúc này tích của hai cái nồng độ của mình nó sẽ bé hơn cái tích số tan. Nếu mà dung dịch của mình ở trạng thái bão hòa thì giữa cái nồng độ của nồng độ của A và B bằng tích số tan. Được chưa? Lưu ý cho cô ha. Ví dụ người ta hỏi dung dịch của mình nó tạo tủa khi nào, hoặc người ta hỏi là dung dịch nó phá bão hòa khi nào, khi tích hai nồng độ, tích của hai nồng độ này
nó lớn hơn cái tích số tan. Cái tích số tan này là một đại lượng không đổi, là mình phải đi tra ha. Rồi tiếp nha. Và lưu ý cho cô một điều nữa, trong hợp chất của mình tích số tan càng nhỏ, T của mình á, T có nghĩa là tích số tan mà nó càng nhỏ có nghĩa là nó quá bão hòa ha, thì là nó sẽ càng ít tan, được chưa? Và trong dung dịch đó thì nó sẽ xuất hiện kết tụ trước, và tại thời điểm này thì nó sẽ có sự cạnh tranh và tụa. Xíu nữa cô đưa một cái ví dụ cho mình nha, nhưng mà phải lưu ý cho cô nè, hợp chất có tích số tan càng nhỏ, nghĩa là T của mình nó càng nhỏ thì nó sẽ càng ít tan, và trong dung dịch của mình nó sẽ ưu tiên xuất hiện kết tụ trước, được chưa nè? Và mối quan hệ giữa độ tan và tích số tan, độ tan có đơn vị là mol trên lít, hay còn gọi là m, m lớn em, là độ tan của một chất, là nồng độ của chất đó trong dung dịch bão hòa. Bởi vì sao? Bởi vì dung dịch tủa nó tạo thành khi nào? Khi dung dịch ở trạng thái quá bão hòa thì tủa của mình nó mới được tạo thành. Nên lưu ý cho cô là độ tan của một chất là nồng độ của chất đó trong dung dịch bão hòa. À, cô cho một cái ví dụ giống như A và B. Đó nè, A và B thì mình sẽ có hai cái ion A và ion B. Được chưa nè? Và A, nồng độ của A, A này là nồng độ, khi dung dịch của mình nó loãng thì lúc này nồng độ nó sẽ bằng, hoặc độ nó sẽ bằng nồng độ, nên cô lấy nồng độ A thì bằng M nhân với S, S này chính là độ tan. Được chưa nè? B thì bằng N, N là cơ số trước đó ha, bằng N nhân với S. Và bắt đầu cô ráp vô biểu thức T, tức là tích số tan của A và B bằng tích của hai cái nồng độ A nhân với B. Được nè. Và cô thế vô A bằng M nhân với S. À, mũ M. Và nhân với N nhân với S mũ N. Được chưa nè? Và cô nhân lại với nhau thì cô suy ra được cái S của cô ở phía dưới. S bằng căn của tích số tan chia mũ M. À, để ý biểu thức này nha, cô cho một cái ví dụ phía sau thì em dễ hình dung hơn. Đó. Đây ha. Đây, cái dễ hình dung. Đây nè, ví dụ gì ha? Ví dụ như là cái tích số tan, ví dụ như bây giờ người ta kêu mình tính cái độ tan của Anderson L. À, người ta cho mình cái tích số tan của bạc Glarua là 11 nhân 10 mũ trừ 10. Đồng ý chưa? Bây giờ người ta kêu mình là tính cái độ tan của bạc Glarua là bao nhiêu. Vậy thì lúc nãy cô đã đưa cho em một cái biểu thức là mối quan hệ giữa độ tan và tích số tan. Đúng nè. Vậy thì số suy ra S nè, Anderson L. Cô suy ra nha. Ví dụ như cái tủa của cô là bạc Glarua. Đúng nè. Vậy thì nó có sự kết hợp giữa hai ion, đó chính là ion Ang cộng và sơn là trừ. Hình dung không? Rồi, cô tiếp nha. Và Ang chỗ này trước Ang chính là cơ số 1 nè. Clo của mình cũng là cơ số 1 nè. Vậy thì Ang nồng độ của Ang cộng của mình bằng 1 nhân với S, N nhân với S đúng không? N của mình là bằng 1, 1 nhân với S. Clo của mình cũng tương tự như vậy, cũng 1 nhân với S. Và tích số tan là bằng tích của hai cái nồng độ mình nhân với nhau. Vậy thì S chỗ Ang cộng nhân với S của sơn là trừ phải là bình không? Bình phương em. Tích bằng nồng độ của Ang cộng nhân sơn là trừ. Mà Ang cộng là S, 1S. Sơn là trừ cũng là 1S. Vậy thì S nhân với S là bình phương. Đúng nè. Vậy thì cô suy ra S của nó phải là căn bậc 2 của tích số tan không? Tại sao chỗ này căn bậc 2? 1 M cộng với N là 1 cộng với 1. Đúng nè. Vậy thì bằng căn bậc 2 của tích số tan của Anderson L. Có tích số tan rồi em chỉ việc em thế số vô thôi. À, này tự bấm nha. Này nhớ bấm cho đúng nha. Rồi cô cho một cái ví dụ phía dưới nữa cho dễ nhìn thấy. Ví dụ như cái tủa của mình là bạc Gromark. Đúng nè. Và bạc chỗ này nó có hai ion. Hai. À, hai Ang cộng. Cộng với chrome O4 có một thôi đúng nè. Vậy thì cái tích độ tan của nó bằng nè căn bậc căn cái đã. Đúng nè. Vậy thì M cộng với N chỗ này là 2 cộng với 1 phải là căn bậc 3 không em? 1 cộng với 2 là căn bậc 3. À, tích số tan chia cho M bình nhân với N bình đúng nè. 2 chỗ này là 2 bình nhân với 1 được nha, thì bằng trong số này. Vậy ha. Hiểu không nè? Khúc này em hiểu không? Phải nắm cái này để bữa sau làm bài tính nha.
Hiểu nè, khúc này mình hiểu không? Không, khúc này các em hiểu không? Sao im lặng quá ta, sao lớp mình đây nó im lặng quá ta, hiểu đúng không? Rồi cô đi tiếp nha, về tự bấm lại nha. À cô nói lại hả? Nói lại nha, do không có trên bảng nên cho em hơi khó hiểu à. Cô nói lại, nhìn cái phương trình phía dưới nha, phía dưới thì nó có cái con số, các em dễ hình dung hơn, nhìn phía dưới nha. Vì các em nhìn là phía dưới nha. Tủ của cô là tủ của cô tạo thành, đó chính là bạc cờ mát. Bạc cờ nhìn ở phía dưới nó dễ hơn, phía trên thì cơ số 1, cơ số 1 các em nhìn nó sẽ khó hơn. Bạc tủ của cô là bạc cờ mát. Bạc của cô chỗ này có hai phân tử đúng không nè, mình cân bằng phương trình phản ứng á. Là hai cờ rơm của mình là một đúng nè, mình có cái độ tan là s nè, cô đưa vào đây xíu nha. À, s nè bằng nè m cộng với n chia nhân với cái căn của này nè, tích số tan chia cho m mũ m nhân n mũ n. À, công thức này nhớ giúp cô nha. Rồi cô đi tiếp xíu. Vậy thì chỗ này nè, s nè, s là độ tan nè, đúng nè, bằng căn nè m cộng với chân, ví dụ chỗ này m đi, m cộng với n, chỗ này 2 cộng với chỗ này không có gì hết, có nghĩa là 1. 2 cộng với 1 là ra 3, nhưng cô để 1 ký 2, được chưa nè. Căn lên tích số tan chia cho m mũ n, m mũ m, n mũ n, đúng nè. 2 mũ 2, 1 mũ 1. À, 2 nó có bao nhiêu thì mình mũ quá nhiêu, 2 mũ 2 nhân 1 mũ 1 thì lúc này cô ra được 1 cộng với 2 là bằng căn bậc 3. Tích số tan của bạc cromat cô đưa vô là 2 nhân 10 mũ trừ 12. Đây, 2 nhân 10 mũ trừ 12, cô chia cho hai bình là mũ 4 và cô bằng được con này. Đúng nè. Và phía trên cũng tương tự như vậy ha. Đây là cơ số 1, em nhìn phía trên là cái tủ của mình là bạc clarua. Em nhìn phía trên nha. Thì chỗ này cũng là cơ 1, chỗ này cũng là cơ số 1, bên này cũng là cơ số 1, vì thế cô có căn bậc 2 thôi. 1 cộng với 1 là mình được 2. Tích số tan của nó chia cho 1 mũ 1. Đúng nè, 1 1 mũ 1 nhân 1 mũ 1 cũng bằng 1 nên cô không cần chia cho 1 nữa, được chưa? Thì ra. Hiểu chưa nè? Khúc này mình hiểu chưa? Nắm cái này để làm bài tập nha. Rồi mình hiểu chưa nè? Lúc kiểm tra thì cô cho sẵn em cái tích số tan nên các em yên tâm. Rồi, không hiểu chỗ nào thì nói nha. Rồi, cô đi tiếp ha. Rồi, tiếp nha. Rồi, xong khúc này nha. Công thức phải nắm cho cô nha, để làm bài tập. Định nghĩa độ tan phải nắm, định nghĩa tích số tan phải nắm. Nó là trong dung dịch bão hòa. Là chưa bão hòa là sai nha. Rồi, các em xem tiếp cho cô nữa là độ tan của một chất điện ly mà khi người ta cỡ tới cái hoạt độ. À, tức là ví dụ như là trong một cái dung dịch của mình nó có những cái ion khác. À, thay vì ví dụ như là bạc anh cộng cộng với sinh là trừ của mình nó tạo thành tủa của bạc clorua. Nhưng mà trong dung dịch đó thì nó sẽ có những cái ion khác nữa nó gây ảnh hưởng tới cái tủa của mình. À, nên lúc này thì mình sẽ có một cái trường hợp nữa cũng là cái tủa đó luôn, tủa AB của mình luôn. Nhưng mà lúc này tích số tan của mình á, bởi vì cái hoạt độ nó gây ảnh hưởng. À, nên lúc này tích số tan của mình thì bằng hoạt độ của A nhân với hoạt độ của B. Đúng nè, mà hoạt độ thì em biết rồi, hoạt độ thì bằng F nhân với nồng độ, F nhân với nồng độ. À, F là gì? F là hoạt độ, hệ số hoạt độ, được chưa nè, nhân với nồng độ của A, F tức là hòa số hoạt độ của chất B nhân với nồng độ của B. Vậy thì F nhân với F thì cô có F bình phương, A thì lại bằng cái S tức là độ tan, A thì bằng độ tan thì chỗ này cô có là S bình. Vậy thì cô suy ra S được căn bậc 2 của tích số tan chia cho F bình. Vậy thì cô đưa ra là 1 trên F nhân với T là tích số tan của AB. Đấy nè. À, vậy mình có log của F thì bằng trừ 0,051 nhân với Z, có nghĩa là điện tích của ion, căn M, căn cái M này có nghĩa là lực ion của dung dịch. Yeah, phần này để nắm xíu nữa qua cái phần kia mình giải thích. Nắm cho cô là S thì bằng 1 trên F nhân với căn T, còn log F thì bằng trừ nhân với lực ion của dung dịch. Xíu mình qua bên kia mình giải thích thôi ha.
Rồi mối quan hệ giữa độ tan và tích số tan lưu ý cho cô, trong nếu mà trong cái dung dịch của mình, nếu trong dung dịch của mình nha, nó có hai ion tạo tủa. Cô ví dụ giống như trường hợp này nè, đã trường hợp như thế này ha. Ví dụ như trong cái bình nón của cô, tưởng tượng nha. Ví dụ trong bình nón của cô nó có hai ion. Bình nón nha, nó có hai ion, đó chính là ion sên L trừ và ion sên LO4 2 trừ. Cromat ha, chlorua và cromat, cho cô đọc cái tên để các em dễ nhận xét hơn. Ion sên L trừ và ion sên LRO4 2 trừ. Đồng ý chưa? Trong cái bình nón, tưởng tượng nha. Trên cái cây burette của cô đó chính là chứa trên cây burette là chứa cái ion đó chính là bạc nitrat hay còn gọi là An-G cộng. Được chưa nè? Vậy thì khi mà cô tiến hành cô chuẩn độ á thì hai cái ion sên là trừ và cromat này nó có tham gia phản ứng kết tủa đồng thời với nhau hay không, hay là tại thời điểm này nó có sự cạnh tranh với nhau thì nè, nên người ta đã khảo sát cho mình nè, dựa vào cái độ tan, cái tích số tan, từ cái tích số tan em suy ra được cái độ tan, đúng không nè? Nếu cái tủa nào mà có độ tan nhỏ, nếu mà độ tan mà nó nhỏ, tức là cái S mà nó nhỏ thì nó sẽ ưu tiên kết tủa trước và ngược lại. Vậy thì người ta so sánh hai cái độ tan như thế này lúc nãy mình đã cùng làm đúng nè. Vậy thì câu B người ta hỏi nè, nếu trong dung dịch chứa đồng thời hai ion sên L trừ đúng nè và sên RO4 2 trừ khi có mặt An-G cộng thì ion nào tham gia xuất hiện kết tủa trước? Hiểu nè. Rồi. Vậy thì lúc này ha, vậy thì lúc này cô so sánh độ tan thì lúc này mình đã làm cái thí nghiệm này rồi ha. Cô suy ra được độ tan của hai cái, độ tan của bạc clarua của mình là 1 nhân 10 mũ trừ 1, 1 cô đọc lẹ lẹ ha, 1 nhân 10 mũ trừ 5. Đó nè, độ tan của An-G2 là bạc cromat á là 7,9 nhân 10 mũ trừ 5. Đó à. Vậy độ tan nào lớn hơn? Đó cô, độ tan nào nhỏ hơn đi ha. Độ tan nào nhỏ hơn Nguyễn Tú Anh? Tú Anh hôm nay có đi học không em? Nguyễn Tú Anh, Tú Anh hôm nay có đi học không em? Tú Anh, Tú Anh ơi, Nguyễn Tú Anh đã này vắng à. Rồi học sinh thân yêu đã vắng một bạn. Ở câu hỏi tiếp nha, Trần Gia Hân, Hân có đầu giờ cô thấy Hân vô. Trần Gia Hân, Hân đâu rồi Hân ơi? Trần Gia Hân, rồi tiếng được tiếng không Hân ơi, rồi Hân nha, rồi tiếp nha, nhìn trả lời giúp cô nha. Em thông cảm là hôm nay cô sẽ gọi, đa phần cô sẽ gọi học sinh thân yêu của cô là nhiều hơn, nên những bạn mà học được rồi á thì nghe dễ ha, nên mình ưu tiên cho bạn xíu nha. À, Gia Hân, cho cô biết là giữa cô đã có cái độ tan của An-G sinh L bằng 1 nhân 10 mũ trừ 5, độ tan của bạc cromat là 7,9 nhân 10 mũ trừ 5 ha. Vậy cô hỏi tủa nào xuất hiện kết tủa trước, tủa của bạc clarua hay là của An-G2 được không em? Không biết trả lời không, cô kéo qua lại cho em quan sát nha. Cho cô biết giữa hai cái tủa đó thì tủa nào xuất hiện kết tủa trước? Thế nào ha? Lưu ý cho cô chất nào mà có độ tan, tức là S của mình á mà nó nhỏ thì nó sẽ tham gia xuất hiện kết tủa trước. Nó tham gia xuất hiện kết tủa hết rồi á thì mới tới cái độ tan lớn hơn. Vậy cho cô hỏi độ cái nào tham gia kết tủa trước Gia Hân? Nào Hân ơi, một cái là bao nhiêu em? Cùng số mũ nên cô không ghi chung ha. Một cái là bằng 1,05. Một cái là 1,05. Một cái là bao nhiêu? 7,9. 7,9. Vậy câu hỏi là cái nào độ tan nhỏ hơn? Gia Hân, 10 mũ trừ 5 thì giống nhau rồi nên mình không đi so sánh. Mình so sánh cái nào nó khác nhau ạ. Hân ơi, một cái là 1 nhân 10 mũ, mà một cái là 1,05 nhân 10 mũ trừ 5, một cái là 7,9.
Vậy thì cái là tham gia xuất hiện kết tổ trước da hơn. Cái nào em? Độ tan nhỏ thì tham gia xuất hiện kết tổ trước, độ tan lớn thì xuất hiện sau. Vậy cái nào em? Cái nào vậy? Dạ 1,05 là gì ta? Cô đâu biết cái gì đâu. Cái là rõ nè. Cái là rõ cho lớp mình nè. Em cầm mic em nói cũng được cho nhanh. Không, em mở cái loa lên em nói cho cả lớp mình nghe. À, coi lại, cầm loa lên nói cho nhanh nha. Rồi, đấy. Dạ Dạ, AG xin là AGC kết là tổ tốt nhất. rồi sao nữa em? Tại sao nó xuất hiện kết tổ trước? Tại vì cái ớt của nó nhỏ hơn của ớt của AG2CGO4. À, nên nó sẽ tham gia kết tổ trước. Được chưa nè? Rồi sau khi tham gia kết tổ hết rồi, rồi tới cái gì em? AGCL tham gia kết tổ hết rồi, rồi tới gì nữa? Tới gì? Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Nó đâu mất tiêu rồi? Tới gì em? Sau khi AGCL, ví dụ như hai dòng CL trừ á và CRO4 hai trừ đúng nè. Em nhỏ cái bạc nitrat xuống, bạc tham gia phá hợp. CL tham gia, CL trừ tham gia hết với L bạc rồi thì tới cái gì em? Rồi tới tiếp tục là cái gì? CL trừ tham gia hết rồi rồi tới gì em? Mình có hai ông thôi. Rồi tới gì tiếp? Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Dạ tới AG2CGO4. Đúng rồi. Rồi cảm ơn em nha. Hân. Rồi, cảm ơn em. Rồi các em lưu ý cho cô nha. Lưu ý cho cô. Lưu ý cho cô là khi mà người ta cho mình cái tích số tan á, tích số tan nha, nếu mà cơ số của nó ví dụ đây là AgCl và Ag brom á thì các em nhìn vô em sẽ ra được, nhưng mà nếu chỗ này là hai á thì em phải tính cho cô lại cái độ tan. À, tính giống như cô tính như thế này, độ tan nào mà nhỏ thì nó sẽ tham gia xuất hiện kết tổ trước. À, rồi sau khi nó tham cloud ion cơ cloud trừ mình tham gia kết tổ hết rồi rồi mới tới cái CrO4 hai trừ. Các em lưu ý nha, đây chính là kết tổ phân đoạn. Đó, trong cái này nó có kết tổ phân đoạn là như vậy, nắm rõ. Cái nào độ tan nhỏ thì tham gia kết tổ trước, lớn thì kết tổ sau, được chưa? Rồi cô đi tiếp ha. Rồi, vậy thì mình sẽ có giống như phương pháp tạo gì hôm bữa trước mình học là oxy hóa khử, nó cũng có các yếu tố ảnh hưởng thì hôm nay tạo tủa nó cũng có yếu tố ảnh hưởng. Thế nè. Vậy thì là ví dụ như cô có một cái tủa nè. À, cái tủa nè, tủa của cô đó chính là bari sulfat. Nó sự kết hợp của hai ion, đó chính là ion bari 2 cộng và SO4 2 trừ. Và đầu tiên đó chính là ảnh hưởng của các ion chung. Phải, em hiểu cái ion chung cho cô là gì cái đã. Ion chung có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta kêu là tính số số tan của này trong cái dung dịch này nè. Đó, dung dịch là Na2SO4. Nên thường thường tại sao mà trong bài kiểm tra của em á, trong bài kiểm tra, nhớ bài kiểm tra của mình ha. Tại sao người ta hay cho dư? Người ta thường cho, ví dụ như bây giờ cô muốn định lượng khi ion bari 2 cộng bằng phương pháp khối lượng. Đúng nè. Thì người ta lại thường cho dư cái lượng thuốc thử. À, 10 đến 15% bài kiểm tra của em vừa làm xong á, thường người ta sẽ cho dư cái lượng thuốc thử. Thuốc thử ở đây đó chính cái ion cô cần xác định đó chính là bari 2 cộng. À, cái thuốc thử cô cho vô đó chính là Na2SO4. Và cái lượng Na2SO4 cô cho vô nè, nó phải dư 10 đến 15%. Được nè. Thì ngày hôm nay cô sẽ giải thích cho em tại sao người ta phải cho dư như vậy ha. Thì trong cái này em chia rõ cho cô ảnh hưởng của các ion chung. Ion chung có nghĩa là cái ion mà nó chung á, nó dùng trong cái phản ứng kết tủa của mình á, đó gọi là cái ion chung. Ví dụ như cái thuốc thử của mình đây chính là Na2SO4 và cái ion chung ở đây chính là SO4. Đó nè. Ví dụ như là cái tủa của mình tạo thành đó, đó chính là bạc clorua. À, và cô cho vào chung cho tác dụng với cái muối của cô là NaCl và CL trừ đó chính là cái ion chung. À, em hiểu rõ nha. Có chung một xíu nữa mình sẽ đi riêng sau, giờ cô đi chung trước. Vậy thì tủa của cô tạo thành giữa hai ion là bari 2 cộng và SO4 2 trừ. Thì cô tạo thành cái tủa đó chính là bari sulfat và nó có tủa đó chính là màu trắng. Đúng nè.
Và Paris giống như lúc nãy mình đã biết rồi, Paris của mình là S độ tan, tương nồng độ của nó là S, SO4 cũng là S. Đúng nè. Nhưng mà bây giờ mình hiểu nè. Nhưng mà bây giờ S đăng đó là ban đầu, và sau đó người ta thêm vô cái dung dịch Na2SO4 là 0,01 m. Vậy thế thì nồng độ của SO4 của mình chỉ là S cộng với 0,01. Được ha. Và độ tan của nó rất là nhỏ nên cái S này người ta coi như là bỏ qua nó đi. Thì lúc này cô thế vô cái biểu thức tích số tan của bari sunfat bằng tích của hai nồng độ bari 2 cộng còn SO4 2 trừ. Đó nè. Vậy thì bari 2 cộng cô có S, cô thế vô thôi. SO4 2 trừ cô có S cộng với 0,1. 0,01 này chính là cái nồng độ mình thêm vào á, mình cộng vô cho nó. Và lúc này cái độ tan của chỗ S cộng 1 này, cái độ tan này nhỏ nên người ta bỏ qua nó đi. Thì lúc này S nhân với S nhân với 7 cộng 1 mình bỏ qua rồi thì nhân với 0,01. Được nè. Thì lúc này cô sẽ có thì lúc này cô sẽ suy ra được S của cô bằng tích số tan. Tích số tan của bari sunfat cô chia cho 0,01. Được nè. Và lúc này tích số tan của bari sunfat cô đã có rồi ha. Kiểm tra thì cô sẽ cho em cái tích số tan nên các em yên tâm. Tích số tan thì bằng 1 nhân 10 mũ trừ 10. Em chia cho 0,01, 10 mũ trừ 10 chia 10 mũ trừ 2 ra 10 mũ trừ 8. Đó nè. Và có từ đó em suy. Đây là trường hợp, đây là khi mà nó trong cái dung dịch natri sunfat, tức là mình cho dư dư cái lượng thuốc thử natri sunfat. À, rồi bây giờ là độ tan của bari sunfat trong nước, tức là khi mình cho cái lượng không bị dư á. À, vậy thì mình có độ tan bằng căn bậc 2. À, bởi vì bari chỗ này là 1, SO4 là 1, 1 cộng với 1 là bằng 2 nên chỗ này là căn bậc 2. Tích số tan của bari sunfat chia cho 1 mũ 1 nhân 1 mũ 1 thì thôi bằng 1 nên mình chia cho nhân căn bậc 2 của tích số tan thôi. Để nè. Và mình bấm máy tính ra được, em lấy trừ 10 này em chia cho 2 thì ra 10 mũ trừ 5. Dễ không? Vậy thì bây giờ mình đi so sánh nè. Nghe này nghe rõ nha. À, vậy bây giờ mình đi so sánh nè. Một trường hợp là trong người ta so sánh bari sunfat trong nước nguyên chất á. À, một trường hợp là khi mình cho dư cái dung dịch thuốc thử của mình. Nhưng mà thuốc thử này nó phải có cái ion chung với cái tủa của mình. Và người ta đi so sánh hai trường hợp này với nhau. Nếu mà ở trong nước nguyên chất của mình á thì độ tan của nó là 10 mũ trừ 5. Đúng không? Còn nếu mà trong cái dung dịch khi mình cho dư cái lượng ion chung với lại dư cái lượng thuốc thử 10 đến 15% á thì là mình được là một như 10 mũ trừ 8. Vậy thì so với trong nước và so với trường hợp cái ion chung thì là độ tan trong cái ion chung nó sẽ làm tăng hay giảm em, nếu mà mình thêm dư cái lượng ion chung tăng hay giảm? Một cái là độ trong cái dung dịch ion chung là 1 nhân 10 mũ trừ 8. Một cái là trong nước là 1 nhân 10 mũ trừ 5. Đúng nè. Vậy thì trong cái ion chung của mình làm cho độ tan nó tăng hay giảm? Để có tìm bạn nào ha. Nhìn slide nha, cô gọi tên nha. Phi Loan. Nguyễn Hồ Phi Loan. Phi Loan hôm nay có đi học em. Ừ. Để em nhìn thấy cho cô nha, để cô ghi đây cho em dễ nè. Trong ion chung ha. Ion chung là bao nhiêu? 10, cô ghi tắt nha. 1 nhân 10 mũ trừ 8. Đó. Trong nước. Các em chuyển sang bên kia nha. 1 nhân 10 mũ trừ 5. À. Vậy thì trong hai Nguyễn Hồ Phi Loan cho cô biết là trong hai cái dung dịch trong ion chung hoặc và trong nước thì độ tan nào nhỏ hơn em? Độ tan nào nhỏ hơn? Phi Loan, em cầm mic em nói cũng được cho nhanh. Dạ thưa cô là Một cái là 10 mũ trừ 8, một cái là 10 mũ trừ 5. Đúng không? Và cái này nhỏ hơn ta. Trừ 8 với trừ 5 cái nào lớn hơn? Đâu rồi? Loan ơi. À, và trong cái gì Na2SO4 nó nhỏ hơn. Đúng nè.
Vậy câu hỏi tiếp ha, câu hỏi tiếp. Vậy thì khi mà trường hợp mình thêm cái dòng chung vô như vậy á, thì phản ứng của mình nó sẽ xảy ra chiều nào? Chiều tạo tủa hay là chiều ngược lại? Chiều nào em? Chiều nào? Chiều nào em? Chiều tạo tủa hay là chiều ngược lại? Suy nghĩ xíu nè, cô quay về tiếp nha. À, chiều tạo tủa. Đúng nè. À, cảm ơn em ha. Lưu ý ha. Phi lon. Nguyễn Hồ Phi lon. Rồi. Tại sao? Và khi mà mình thêm cái dòng chung như vậy á, thì nó có giảm. Từ từ đó, cô hỏi bạn nữa. Cảm ơn Phi lon nha. Sầm Yến Nhi. Sầm Yến Nhi có đây không em? Sầm Yến Nhi. Sao cô không thấy à? Vắng à? Sầm Yến Nhi. Vắng. Không lên tiếng có nghĩa là vắng ha. Trần Thị Hồng Vân. Trần Thị Hồng Vân. Vân ơi, Vân có đi học hay không? Trần Thị Hồng Vân. Không thấy luôn à. Các những nhân vật kỳ ta. Bạch Ngọc Thúy Vi. Đó em, Bạch Ngọc Thúy Vi. Không thấy luôn à. Bạn Võ Trần Trúc Vi. Trần Võ Trúc Vi em. Trần Võ Trúc Vi à, có. Vi ơi, vậy thì bây giờ cô thêm cái dòng chung vô đây em. À, sai thì không sao cả, em cứ trả lời ha. Sai thì không sao nên em cứ bình tĩnh trả lời ha. Khi mà mình thêm cái dòng chung vào như vậy á, thì độ tan của nó sẽ sao em? À, độ tan của nó sẽ giảm. Và phản ứng của mình nó sẽ xảy ra theo chiều nào? Chiều tạo tủa hay là chiều ngược lại? À, vậy thì rồi, cảm ơn em nha. Chúc Vi vậy còn được ha, tiếp nha. Vậy thì lưu ý cho cô nè, trong trường hợp là ví dụ như là mình thường á, thường người ta những cái câu mà cô sẽ vừa giảng bài và cô sẽ vừa kết hợp là trả lời câu hỏi cho em những cái bài kiểm tra của em á, là cô sẽ kết hợp hai cái song song luôn nha các em nghe ha. Thường trong cái phương pháp tạo tủa của mình á, phương pháp tạo tủa cũng có thể đó chính là phương pháp khối lượng á, thì thường người ta sẽ cho dư cái lượng thuốc thử vô để làm gì? Thứ nhất là như trường hợp người ta đưa vô nè, dư lượng thuốc thử là 10 đến 15% để làm gì? Dư cái lượng thuốc thử ion chung thì nó sẽ làm giảm cái độ tan. Bởi vì phương pháp kết tủa của mình là tạo thành hợp chất ít tan, nó càng giảm độ tan càng nào thì càng tốt càng đó nữa nè, nên người ta thêm cái ion chung vô là như vậy. Và thêm cái ion chung vô như vậy thì phản ứng giảm cái độ tan, vì thế phản ứng của mình nó sẽ xảy theo chiều tạo tủa. Ví dụ như trên phương trình phản ứng của mình đây chính là tạo tủa tạo thành bari sulfat ha, dễ ha. Rồi thứ hai, có ion chung thì nó sẽ có ion riêng. À, ion riêng ở đây người ta có thể gọi đó chính là những cái tạp chất á, những cái ion mà nó không tham gia vào phản ứng tạo tủa của mình, người ta gọi đó chính là cái ion lạ, hoặc là ion không cùng tên, hoặc cũng có thể là gọi là tạp chất á. Rồi nè, ví dụ giống như cái trường hợp này ha, trường hợp này người ta kêu là tính độ tan của canxi sulfat trong nước. À, trong nước thì em chỉ áp dụng công thức bằng m cộng n căn bậc 2 của tích số tan chia cho m mũ bình nhân với n mũ bình. Và trong cái dung dịch, nếu trong cái dung dịch tủa của mình, tủa của canxi sulfat của mình nó có thêm cái dung dịch đó chính là natri clorua 0.1n, và người ta kêu mình tính để mình so sánh được hai cái độ tan trong trường hợp này là như thế nào. Và bây giờ cô tính độ tan của mình ở trong nước á, độ tan của canxi trong nước á, đó, bằng căn bậc 2 của cái tích số tan của canxi sulfat của mình đó. Đó, em thế số vô và em bấm thôi. Lưu ý cho cô độ tan đơn vị là mol, là m ha, mol trên lít á. Và trường hợp thứ hai đó chính là tính cái độ tan trong cái dung dịch natri clorua, tức là trong cái mẫu của mình nó có thêm cái dòng SNL trừ nè. Bây giờ người ta tính coi thử yếu tố ảnh hưởng của nó như thế nào. Đó.
Vậy thì mình có cái biểu thức lúc đầu cô đưa cho em á bằng 1 trên cho F á, nhân căn của T á. À, căn của T. Vậy thì lúc này mình thế vào biểu thức thì mình tính ra được là 2.4 nhân 11 trừ 2. À, vậy thì qua hai trường hợp, một cái là trong nước, một cái là trong nước là 10 mũ trừ 3, một cái là trong dung dịch NaCl là 10 mũ trừ 2. Vậy em rút ra được điều gì ha? À, rồi, xíu nữa cô hỏi tiếp ha, để cô giảng xong cái này cái cô hỏi cái bạn tiếp theo ha. Vậy thì nếu mà trong dung dịch của mình, các em nhìn cái biểu thức phía dưới mà cô tô màu vàng á ha, các em nhìn biểu thức phía dưới cô tô màu vàng á, để mình nắm rõ lý do tại sao. Nếu mà mình cho vào một cái dung dịch bão hòa, một cái chất điện ly ít tan, à, mà ví dụ như là cái ion cờ lá trừ của mình nè, thì lúc này ion cờ lá trừ của mình nó sẽ tương tác giữa các ion của nó, cái lực ép của nó tương tác giữa các ion của mình, tức là M này, M tức là lực ion, F, F là hoạt độ, M là lực ion, Z là điện tích, à, điện tích của ion, còn F này là tức là hệ số hoạt độ. Nhìn biểu thức ha, thì tương tác giữa các ion của mình nó tăng lên, tức là M của mình nè, chỗ biểu thức là log F bằng trừ 0.5 nhân căn của M, tức là cái lực của ion của mình, M của mình nó tăng lên đó nè, từ đó làm cho, bởi vì phía trước mình có dấu trừ, từ đó làm cho cái F của mình nó bị giảm xuống, cái F tức là hệ số hoạt độ nó sẽ giảm xuống. Bạn nhìn sang cái biểu thức kế bên, S của mình bằng 1 trên cho F nhân căn với T đó nè. Vậy thì F của mình nó giảm, vì thế nó dẫn đến cái tích số tan, tức là cái T của mình nó tăng lên đó nè. T nó tăng lên đồng nghĩa với việc đó chính là độ tan của mình nó cũng tăng lên. Mà độ tan nó tăng lên như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tủa của mình. Hiểu nè. Vậy nên em nhìn thấy hai cái trường hợp, một trường hợp là trong nước nguyên chất của mình tính ra được cái độ tan của canxi xương phát của mình á là 10 mũ trừ 3. Cái số lẻ cô phải đọc ha, 10 mũ trừ 3. Nhưng mà nếu mà trong cái dung dịch của mình nó có ion xin là trừ, tức là ion lạ, không phải là ion chung nữa, thì lúc này nó bị ảnh hưởng, độ tan của nó chỉ còn là 10 mũ trừ 2 thôi. Đó nè, 10 mũ trừ 2. Vậy thì độ tan của nó tăng lên, bởi vì những yếu tố là cái lực ion của nó sẽ tăng, làm cho cái F tức là hệ số hoạt độ của mình nó giảm, từ đó làm cho cái tích số tan của mình nó tăng lên, tích số tan tăng thì độ tan nó cũng tăng theo. Được nè, nên trong bài kiểm tra của em có một cái câu câu hỏi là độ tan mà càng lớn, tích số tan mà càng lớn thì độ tan nó như thế nào? À, thì ngày hôm nay em đã có câu trả lời ha, tích số tan mà càng lớn thì độ tan của em nó càng lớn theo, bởi vì nó tỷ biểu thức nó tỷ lệ thuận với nhau, nên lưu ý cho cô nha. Rồi, vậy thì em chia ra cho hai trường hợp cho cô, một cái là ion chung, tức là cái ion đó nó cũng tham gia vào phản ứng gấp tủa của em là ion chung, thì nó làm cho độ tan của mình nó sẽ giảm xuống, phản ứng của mình nó sẽ xảy ra theo chiều vào tủa, được chưa nè. Nên trường hợp này người ta hay thường cho dư cái lượng thuốc thử là như vậy. Còn trường hợp thứ hai là ảnh hưởng của các ion lạ, tức là các những cái tạp chất đó, à, thì nó làm độ tan của mình nó tăng lên. Hai trường hợp này khác nhau nha, quan sát cho kỹ ha. Rồi, số cơ quan thứ hai nữa đó chính là ảnh hưởng bởi pH của môi trường. À, một pH ở đây có nghĩa là axit. Và các em lưu ý cho cô, trong môi trường axit á, axit ha, độ tan của một cái chất càng ít ít tan mà càng lớn á, có nghĩa là T của nó càng lớn và H cộng của nó sẽ lớn. Cô cho ví dụ giống như trường hợp dưới cho em dễ hình thành hình dung ha. Cô có cái tích số tan của bari. À, bari là một phích. Đánh hỏi ta. À, cô có cái tích số tan của bari. Rồi bạn F, bạn gì Huyền Thu Huyền chờ cô xíu ha. Rồi, cô có cái tích số tan của bari của cô là 1 10 mũ trừ 7 của strontium là 1 10 trừ 8, của canxi này là 1 10 trừ 9. Và em nhìn trong những cái hệ số này nó bằng nhau nên em không cần phải suy ra độ tan. Khi nào cái hệ số của nó khác nhau, giống như bạc clorua hoặc là và bạc chromat á, cái hệ số nó khác nhau thì em nhìn ra thì em phải tính ra lại lại độ tan cho cô. Thế nè. Còn những cái hệ số này bằng nhau thì em nhìn là được rồi. Vậy thì tích số tan của cái nào lớn? Tích số tan của cái nào lớn thì nó sẽ tan trong cái axit đó tốt hơn. Được nè.
Vậy thì trong nè, em nhìn vào từ trên xuống dưới nè, phải là Paris của mình là 10 mũ trừ 7. Đúng nè, thì độ tan của nó sẽ lớn. Đúng nè, độ tan của nó lớn và canxi của mình là 10 mũ trừ 9, vì thế nó sẽ bé hơn. Vậy thì trong môi trường axit á thì Paris của mình nó sẽ tan tốt hơn. Rồi tới gì nữa? Rồi tới strontium và tới cùng là canxi. Canxi của mình nó sẽ tan ít nhất bởi vì độ tan của nó nhỏ nè. Được chưa? Lưu ý ha. Lưu ý. Rồi vậy thì độ ví dụ và các em học và hóa vô cơ á, thì các em đã học rồi đúng nè, là canxi á, để định tính được cái canxi hai cộng của mình á thì người ta sẽ cho tác dụng với canxi ha, người ta sẽ cho tác dụng với H2, với Na2, C2O4, và lúc này nó sẽ tạo thành cái tủa, đó chính là tủa canxi C2O4, canxi oxalat á. Trong môi trường đó chính là môi trường axit acetic, bởi vì trong môi trường này nó không tan. Lưu ý ha. Nhưng mà nếu mà trong môi trường HCl thì cái tủa này nó có thể tan, được chưa nè? Nên là mình lưu ý là trường hợp cái tích số tan của nó càng lớn thì nó sẽ được hòa tan vào trong môi trường axit của nó càng lớn hơn. Ví dụ giống như Paris của mình nè, Paris là 10 mũ trừ 7. Vì thế khi hòa tan trong môi trường á, axit á, thì Paris của mình nó sẽ tan tốt nhất. Rồi tới cuối cùng nó chính là canxi. À, lưu ý nắm cái này nha. Câu sang thứ hai đó chính là tích số tan điều kiện, giống như hôm bữa của mình đó chính là thế phản ứng oxy hóa khử của mình, thì có thế oxy hóa khử biểu kiến hay còn gọi là oxy hóa khử điều kiện. À, thì cái này nó cũng tương tự như vậy. Điều kiện ở đây có nghĩa là những cái yếu tố ảnh hưởng tới cái phản ứng của mình đó, nên người ta gọi là điều kiện. Vậy cô có cái T phải tức là tích số tan điều kiện ha, cô có T phải là tích số tan điều kiện thì bằng nồng độ của cái kim loại của mình á nhân với này nè. Vậy thì mình có nè, mình có alpha tức là yếu tố bị ảnh hưởng, M nó bị ảnh hưởng, được chưa nè? Và em thế vào trong cái biểu thức của mình, lúc này mình có tích số tan điều kiện bằng nồng độ của hai hợp chất này mình nhân với yếu tố ảnh hưởng của nó. Đó nè. Vậy thì em nắm cho cô được biểu thức T phải tức là tích số tan điều kiện bằng T là tích số tan. Tích số tan nhân với yếu tố ảnh hưởng. À, M đây tức là M bị ảnh hưởng nhân với alpha có nghĩa là A nó bị ảnh hưởng. Lưu ý ha. Vậy thì cũng giống như bên kia thôi, cũng mình cũng suy ra được cái độ tan của nó thì bằng cũng là M cộng với N bằng T thay vì bên kia là T. Bên T bên kia tức là nó không bị ảnh hưởng thì là T. Còn đây là T phải tức là các yếu tố bị ảnh hưởng. À, là T phải. Rồi chia cho M bình, M nhân N bình, giống như bên kia không khác gì hết ha. Rồi vậy thì cô cho một cái ví dụ như này cho mình dễ hình dung nè. Cái này để em biết thôi, cho kiểm tra thì cô không cho em tính rắc rối như thế này đâu. Rồi vậy thì ví dụ giống như cái tủa của mình nè, cái tủa canxi nè, canxi oxalat của mình nè, CaC2O4, và nó được tạo thành bởi hai cái ion của mình, đó chính là ion canxi 2 cộng và C2O4 2 trừ, được chưa nè? Và khi mà mình thực hiện trong môi trường pH á, bằng 4 á, có nghĩa là môi trường axit. À, môi trường axit. Vậy thì môi trường axit này nè, cái H cộng này nè, nó tác dụng được với cái chất nào trong này? À, H cộng canxi thì không, canxi 2 cộng thì không thể tác dụng được với H cộng rồi. Nhưng mà cái gốc C2O4 2 trừ của mình nè, à, theo mình học Brontës á, theo ông Brontës á, bazơ là chất có đang nhận H cộng, và trong môi trường axit này nè, đó nè, vậy thì phải là cái C2O4 2 trừ của mình nè, nó tham gia phản ứng với H cộng, nó nhận một cái H cộng từ cái môi trường axit của mình, thì sao cái gốc C2O4 này nó gây ảnh hưởng, đúng nè. À, nhưng mà canxi của mình nó không bị ảnh hưởng, nên lúc này tích số tan T của mình chỉ bằng T phải điều kiện bằng bằng gì, T nhân yếu tố ảnh hưởng của cái gốc C2O4 2 trừ thôi. Nếu canxi ảnh hưởng thì đó chính là canxi. Em nắm rõ nha. Vậy thì theo ông Brontës, giống như định luật Brontës này, axit có nghĩa là chất có nặng cho proton, có nghĩa là ion H cộng. Bazơ có nghĩa là chất có thể nhận, đúng nè. Vậy thì C2O4 của mình nè, C2O4 2 trừ của mình nó có khả năng nhận cái H cộng vào nên nó bị ảnh hưởng trong môi trường axit. Và cô sẽ suy ra được K1, K2.
À, vậy thì cô có T phẩy này, bởi vì lúc này cái góc C2O4 nó bị ảnh hưởng trong môi trường axit rồi, lúc này cô sẽ có T phẩy, có nghĩa là tích số tan điều kiện bằng tích nồng độ của hai cái chất với nhau góc C2O4 nè ha. Rồi vậy thì T phẩy của cô bằng ha, T phẩy của cô sẽ bằng T nhân với yếu tố ảnh hưởng bởi góc C2O4 ảnh hưởng bởi H cộng. Và cô ráp biểu thức thì cô tính ra được là 10 nhân 10 mũ trừ 8. À, và nếu mà trong môi trường nước của mình là 10 mũ trừ 5. Vậy thì khi mà mình trong môi trường axit của mình á, thì nó giữa một cái là 10 mũ trừ 8 và một cái là 10 mũ trừ 5. Thì là mình thấy là nếu nó bị ảnh hưởng bởi môi trường axit, vì thế làm cho độ tan của mình nó sẽ sao em? Độ tan của mình là sao? Trong nước là 10 mũ trừ 5. Đúng nè. Và trong kia cũng là 4,9 8.1. 8.1 chia 4.79 ha. Nên lưu ý ha. Không có gì hết. Vậy thì độ tan của mình nếu mà trong cái dung dịch của mình. Vậy thì nếu mà trường hợp CO2 cộng của mình á, CO2 cộng ha, tức là ion với tựa cái tủa của mình là COS á. À, cũng em cũng tính trong môi trường nước, em cũng tính tương tự như vậy. Và lúc này nếu mà trong môi trường bazơ của mình, OH trừ nè, thì CO2 cộng nó sẽ tham gia phản ứng, thì lúc này nó sẽ tạo thành đồng hydroxit. Và lúc này em tính S, tức là em tính độ S rồi mà tích số tan điều kiện của cái các CO của mình nó bị ảnh hưởng á, là bằng 5, bằng căn của cái này ra ha, thì lúc này nó bằng là 5.6 nhân 10 mũ trừ 14. Trong nước á là 10, trong môi trường nước của mình á thì là trừ 17, còn trong môi trường của mình là khi nó bị ảnh hưởng bởi OH á là trừ 14. Vậy độ tan của nó sẽ lớn hơn là 1.000 lần. Em lấy 10 mũ trừ 14 em chia cho 10 mũ trừ 17 thì nó sẽ là 1.000 lần. Dễ không? À, hiểu không nè? Rồi, ảnh hưởng bởi pH thì nó làm cho độ tan của mình nó sẽ tăng lên. Lưu ý nha. Rồi, cô chỉ cho hai cái ví dụ này để em gái thôi, chứ tính thì cô sẽ không cho em tính hai cái này rắc rối cho em đâu. Yên tâm ha. Rồi, thứ hai nữa là ảnh hưởng bởi tạo phức. À, ảnh hưởng tạo phức độ tan của các tủa sẽ tăng nếu cái ion tham gia vào phản ứng tạo phức của mình. Cô ví dụ ha, ví dụ giống như EDTA của mình, ví dụ như cái tủa của cô, vì cái tủa của cô đó chính là bari sulfat. Và cô tính cái này trong môi trường nước của cô là 1 nhân 10 mũ trừ 5. Nhưng mà sau khi đó trong cái dung dịch bari, cái tủa của cô nó có ion là EDTA. Thì lúc này bari 2 cộng của cô nó sẽ tham gia phản ứng. Đúng nè, nó tham gia phản ứng, lúc này nó sẽ tham gia phản ứng để với EDTA nó tạo thành phức chất. Và lúc này cô có, cô tính ra lại, cô tính lại cái độ tan của nó, thì lúc này độ tan bằng tích số tan điều kiện. À, cô thế vô thì cô được là 10 mũ trừ 5. À, 10 mũ trừ 3, vậy thì cô so sánh được một cái là trong môi trường nước là 10 mũ trừ 5 và một cái là trong môi trường tạo phức thì là 10 mũ trừ 3, thì độ tan của nó sẽ lớn hơn 100 lần. Đúng nè. Vậy thì mình rút ra được một cái điều gì? Vậy em phải rút ra một cái điều gì? À, nãy giờ cô đi từng ví dụ cho em. Ảnh chỉ có trường hợp đó chính là ion chung. Ion chung. Tức là nó thêm vô. Em nhớ là khi mình thêm, bữa đầu tiên mình học nè, là khi mình thêm một yếu tố vào đó này thì cân bằng phản ứng của mình nó sẽ chuyển dịch theo chiều nào, thì ngày hôm nay cô sẽ nói rõ khi cô đưa những cái ví dụ này ra cho mình. Trường hợp là ion chung của mình, giống như trường hợp cái tủa của mình là bari sulfat á, mình cho dư cái lượng thuốc thử vào đúng nè, thì phản ứng của mình nó sẽ xảy ra theo chiều là chiều tạo tủa. À, bởi vì độ tan của nó sẽ làm giảm cái độ tan, nên phản ứng của mình nó sẽ xảy ra theo chiều là tạo tủa, nó chính là chiều bari sulfat. Đó nè. Còn những trường hợp còn lại, những trường hợp còn lại, trường hợp đó là độ tan của nó sẽ giảm. Còn những trường hợp nãy giờ cô đưa cho em nào là ion chung nè, nào là tạo phức nè, nào là tạo gì bị ảnh hưởng bởi pH nè, độ tan của mình nó đều tăng cả. Bởi vì sao? Mình phải hiểu ha. Bởi vì sao tất cả trường hợp là cô gọi ion khác ion hay gọi là tạp chất đi, tạo tủa, tạo phức nè, tạo phức. Đúng nè, và ảnh hưởng bởi pH. Thì ba trường hợp cô đưa cho em độ tan nó đều tăng hết. Đúng nè, giống như trường hợp bên này đó chính là tạo, đây chính là gọi là tạo phức nè, độ tan của nó đều tăng hết.
Đúng nè, vậy thì em rút ra điều gì? Phải từ lúc ban đầu mình biết điều kiện của một tạo cũ của mình là khi nào? Khi hai nồng độ của chất A nhân với chất B nó lớn hơn cái tích số tan thì cũ của mình nó sẽ được tạo thành. Đúng nè, vậy thì bây giờ cô ví dụ giống như là pari 2 cộng của em. Khi cô cho thêm vô một cái lượng EDTA, đúng không? EDTA. Vậy thì lúc này pari 2 cộng của mình nó sẽ tham gia phản ứng với EDTA của mình. Một lượng bari 2 cộng sẽ tham gia phản ứng với EDA của mình. Nó làm cho nồng độ của bari 2 cộng của mình nó sẽ giảm xuống. Đồng ý không? Nồng độ bari 2 cộng của mình nó giảm xuống. Và nó giảm như vậy thì là chiều phản ứng của mình nó sẽ không lớn hơn tích số tan nữa. Lúc này nồng độ nó giảm xuống như vậy nên là nó sẽ phản ứng của em nó sẽ không xảy ra hoàn toàn, nó bị ảnh hưởng nên nó sẽ làm cho độ tan của mình nó sẽ tăng lên. Được chưa nè, lưu ý nha, như là một cái yếu tố nó gây ảnh hưởng, nó làm cho cái nồng độ của em, nó nồng độ của hai cái tích á, em nhớ biểu thức ha, A nhân với B lớn hơn cái tích số tan. Lúc này cái A của mình nó giảm xuống, đúng nè, tức là nó gây cho độ tan của cái tủa mình nó sẽ tăng lên, vì phản ứng nó sẽ không xảy ra chiều tạo tủa nữa, nó sẽ đi theo chiều ngược lại, vì thế cái độ tan của nó sẽ tăng lên. Lưu ý cho cô nha, hoặc là phản ứng của mình nó tạo ảnh hưởng bởi, giống như trường hợp này là ảnh hưởng bởi pH này, CU này, phải thì CU2 cộng của mình nè, cái tủa của mình đó chính là CuS, và cái CU2 cộng của mình này nó tham gia tạo hydroxit của mình, thì lúc này nồng độ của CU2 cộng của mình nó sẽ bị giảm xuống nên nó dẫn tới độ tan của nó sẽ tăng lên nè, em để ý nha, đó lưu ý cho cô nha. Rồi xong ha. Thứ hai đó chính là ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Ảnh hưởng của mình thứ hai đó chính là ảnh hưởng bởi, phải cô rút lại cái đã ha. Trường hợp là ion chung thôi. Rút lại để mình làm bài cho đúng ha. Trường hợp là ion chung thì là độ tan của mình nó sẽ giảm. Còn những trường hợp là còn lại cái ion trong cái phản ứng của mình, cái một trong cái ion nào đó nó tham gia phản ứng thì làm độ tan của mình nó sẽ tăng lên. Và phản ứng của mình lúc này không xảy ra theo chiều tạo tủa nữa, nó sẽ đi theo chiều ngược lại, bởi vì nồng độ của nó giảm xuống mà, các em hình dung không? Hình dung nha. Rồi. Rồi bạn Hè, để cô từ cô xong này cô dạng cái F nha, F là từ phương pháp khối lượng em ha. À, bạn Hà Giang, sau khi cô dạng xong phần này xong cô sẽ dạng cái F cho em, được chưa? Rồi. À, lưu ý cho cô nha. Tưởng tượng ha, em các em tưởng tượng ví dụ pari 2 cộng, tưởng tượng này đã nắm được cái bài luôn. Em pari 2 cộng, tủa của mình là pari SO4, pari 2 cộng cộng SO4 2 trừ tạo thành pari SO4. À, tưởng tượng đầu ha. Vậy thì bây giờ cô thêm vô một lượng SO4 2 trừ, đúng nè, thì phản ứng của mình nó sẽ xảy ra theo chiều là chiều tạo tủa là pari SO4. À, nhưng mà nếu như trong cái dung dịch này nè, cô cho vô dung dịch NaOH, đúng nè, thì lúc này bari 2 cộng của mình, đúng nè, thì nó phải tham gia tạo tủa với gốc OH mà cô vừa mới cho vô, thì làm cho nồng độ của bari 2 cộng của mình nó sẽ giảm xuống, đồng ý ha. Thì lúc này phản ứng của mình nó sẽ xảy ra theo chiều ngược lại, đó được chưa nè, nắm cái này nha. Rồi cô tiếp nha. Rồi, vậy thì ảnh hưởng của cái nhiệt độ của mình, nhiệt độ thì trong hai trường hợp thì các em lưu ý cho cô là nhiệt độ của mình nó sẽ xảy ra, nó sẽ thay đổi theo cái độ tan. Đối với những chất mà thu nhiệt á, thu nhiệt nha, thì khi mà mình hòa tan á thì nhiệt độ của nó giảm. À, nhiệt độ của nó giảm khi mình hòa tan thì độ tan của nó sẽ tăng theo nhiệt độ. Cô ví dụ giống như là chì iốt của mình nó tan khi mà mình đun nóng, nhưng mà nó khi mình để nguội thì cái chì của mình nó sẽ kết tinh lại và lúc này nó sẽ có màu óng ánh á, được chưa nè. Và trường hợp chất tỏa nhiệt thì nó sẽ ngược lại, độ tan sẽ giảm khi mình tăng nhiệt độ. Rồi vậy thì ứng dụng của cái phương pháp trong cái phân tích của mình, à, hòa tan cái kết tủa, thứ nhất là nó dùng để hòa tan cái kết tủa. À, vậy thì hòa tan kết tủa bằng cách nào? Ví dụ như em nhìn đeo biểu thức ha, AB bằng A cộng với B. Vậy thì bây giờ cô muốn hòa tan cái kết tủa này đi thì mình bằng cách là gì? Tức là hòa tan, tức là cái tủa này nó không tạo thành nữa.
và mình biết điều kiện của mình, cái tủa nó hình thành khi nào, khi hai cái nồng độ A nhân với B nó lớn hơn cái số tan. Vậy thì có cách duy nhất là mình giảm cái nồng độ A xuống và mình giảm cái nồng độ B xuống, thì lúc này phản ứng của mình nó sẽ không xảy ra theo chiều gọi là chiều tham gia phản ứng tạo tủa nữa, mà nó sẽ đi theo chiều ngược lại, đó chính là chiều A, chiều chiều thuận đi ha, nhìn nếu mà nhìn vào biểu thức nha. Vậy thì giảm mình bằng cách là mình giảm hai cái nồng độ A trừ và B trừ lại, mà giảm bằng cách nào, có thể là mình cho một cái yếu tố khác vào để cho làm cho cái A này nó tham gia phản ứng nữa nè. Ví dụ cái A này là kim loại thì cô cho một cái yếu tố tạo phức vô thì làm cho nồng độ của A của mình nó sẽ giảm xuống, thì phản ứng lúc này nó sẽ đi theo chiều của A đó nè. Hoặc là bây giờ cô muốn giảm cái B, ví dụ giống như là thì cô cho một cái ion nào đó có thể là nó tạo phức, hoặc có thể là cô cho tác dụng với pH, ví dụ như cái gốc C2O4 2 trừ đi, thì bây giờ cô cho vào môi trường axit để cái gốc cho nồng độ của B của mình nó giảm xuống, thì lúc này phản ứng nó sẽ đi theo chiều của B đấy nè, nên dễ ha, không có gì khó ha. Và lưu ý cho cô, để kết tủa của mình nó xảy ra một cách hoàn toàn, như cô đã nói là mình cho cái lượng thuốc thử dư, mà thuốc thử ở đây có nghĩa là cái lượng ion chung á, để nó làm giảm cái độ tan. À, làm giảm cái độ tan, làm giảm cái độ tan như vậy thì phản ứng nó sẽ xảy ra theo chiều tạo tủa. Thứ hai nữa là mình chọn một cái pH thích hợp. Và lưu ý là bởi vì mình có cái mình trong cái phản ứng của mình thì nó sẽ có cái lực tác dụng của các ion, giống như là biểu thức S của mình bằng 1 trên F á, F đó chính là hệ số hoạt độ. À, nhân với căn T. À, vậy thì để tránh sự hấp phụ của các ion kết tủa thì mình phải loại bỏ, nói chung làm sao mình làm cái phản ứng kết tủa của mình nó xảy ra hoàn toàn. Thứ nhất là nó phải có sự chọn lọc, có nghĩa là mình phân tích cái hợp chất đó, cái ion đó thì chỉ cái ion đó tham gia phản ứng với kết tủa thôi. Nếu mà những cái ion tham gia phản ứng, ví dụ như là trường hợp là ion tạp chất nó cũng gây ảnh hưởng nè, làm cho độ tan của mình nó tăng lên nè, hoặc là có bị ảnh hưởng bởi tạo phức nó cũng bị nè, được chưa nè. Nên mình chọn cho mình một cái lưu ý là phải loại, nếu mà trong cái phản ứng của mình nó có ion tham gia thì em phải tìm cách loại nó đi, để làm sao phản ứng kết tủa của mình xảy ra một cách chọn lọc và đặc trưng, được chưa nè. Thứ hai là kết tủa phân đoạn, như cô đã nói một cái ví dụ của mình kết tủa phân đoạn có nghĩa là giống như trường hợp là sơn là trừ cộng với sơn RO4 2 trừ, những chất nào mà nó có độ tan nhỏ thì nó sẽ tham gia tạo tủa trước, sau khi tham gia tạo tủa hết rồi rồi tới cái ion có độ tan lớn hơn và có tiếp tục như vậy, nên người ta gọi đó chính là kết tủa phân đoạn, nó phân ra từng đoạn với nhau á ha. Hay có thể người ta gọi đó chỉ gọi là sự cạnh tranh tủa, cái nào cũng đúng ha. Rồi cô giải trước cái ba thì cô gọi cô hỏi cho giải đáp cho bạn Hà Giang. Hà Giang hỏi cô là dạng Y và F ở đâu ra. Như hôm bữa mình có một cái bài kiểm tra của mình là cô không biết là lớp nào ha, cái đề thì đề thì thường hôm bữa là cô sẽ cho một số câu của thường là khoảng 20-30%, nên một số không biết là cái lớp nào nó dính vô cái câu này. Và cái F ở đây có nghĩa là gì? F ở đây có nghĩa là hệ số chuyển ha. F là hệ số chuyển. Cô ví dụ như bài kiểm tra của em. Ví dụ như cô muốn định lượng hàm lượng ion sắt, sắt trong cái viên sắt của mình á. Cô muốn định lượng ion sắt của cô, à, sau khi cô tạo tủa, tạo phức gì, tạo tủa gì đó, cô được cái dạng cân của cô cân một cái khối lượng, ví dụ như 1 gram. Cô cân khối lượng mẫu của cô là 1 gram. Đồng ý ha. Rồi sau đó cô tiến hành cô tạo tủa, cô dùng phương pháp khối lượng nha. Cô tiến hành cô tạo tủa. À, tủa của cô ở đây chính là SEOH 3 lần. Và sau đó cô tiến hành cô đi nung lên. Đúng nè, cô nung lên như vậy thì SEOH 3 lần phân hủy ra tạo thành Fe2O3. Đúng nè, Fe2O3. Và cô đi cân cái khối lượng đó. Là ví dụ cô ra được là 0.5 gram đi. Đúng nè. Và bây giờ cô kêu tính, em tính cái phần trăm của sắt. Nắm bài không? Vậy thì đối với cái dạng này thì em phải xác định cho cô dạng tủa và dạng cân là dạng nào. Dạng xác định của mình là dạng nào và dạng cân của mình là dạng nào. Và cái em xác định cho cô dạng cân nè và dạng xác định, có nghĩa là cái mẫu mà em cần định lượng. Và cô, nếu như cô kêu em tính hàm lượng của sắt
thì cái mà em xác định nó chính là sắt. À, vậy F của mình là bằng gì? M dạng xác định chia cho dạng cân, đúng nè. Và dạng xác định của mình đó chính là, cô ghi đây ha cho em theo dõi cho kịp, dạng xác định của mình là dạng dạng xác định ha, xác định đó chính là sắt Fe, đúng không? Và dạng cân của mình đó, cái cân có nghĩa là dạng cuối cùng mà mình đi cân được á, dạng cân là Fe hai, sản phẩm cuối cùng của phản ứng của mình đó là Fe2O3. Vậy hệ số F của mình em nhìn thấy nè, ở dưới dạng cân của mình là Fe2O3 có hai phân tử sắt, đúng không? Nhưng mà dạng xác định của mình ở trên có một, và vì thế em phải nhân hai lên. Vậy F thì bằng, F bằng 2 nhân với khối lượng phân tử của sắt là 56, em chia cho khối lượng phân tử của Fe2O3, hình như cô nhớ là 160 thì phải, đúng nè. Đó, đó chính là hệ số F. F bằng dạng xác định chia cho dạng cân. Được chưa nè? Được chưa Hà Giang? Được chưa Hà Giang? Đúng rồi em, là nó đó em. Rồi đi tiếp nha. Hà Giang đâu rồi? Ừ. Rồi, cô biết là 100 sắc 2 này em tính lại giúp cô nha. Cô nhớ 160 là bao nhiêu á. Rồi, tiếp nha. Vậy thì sau khi học xong thì nắm cho cô ha, các yếu tố ảnh hưởng ha. À, cái yếu tố ảnh hưởng, ví dụ như là người ta cho mình, ví dụ như là độ tan trong dung dịch là, ví dụ như ion chung của mình đi, trong nước là bao nhiêu, đúng nè. Và trong cái ví dụ như trong cái ion chung của mình là 10 mũ trừ 2 đó, đúng nè. Vậy thì em tính, em so sánh hai cái độ tan đó ra, cái nào lớn cái nào bé hơn thì biết nha. Rồi cô đi tiếp ha. Vậy thì thứ hai của mình đó chính là định lượng bằng phương pháp tạo tủa. Thì mình có ba cái phương pháp, nắm ha, ba cái phương pháp mà mình thường dùng nhất đó chính là phương pháp bạc thôi. Hai phương pháp thủy ngân một và thủy ngân hai, tức là thủy ngân hóa trị một và thủy ngân hóa trị hai á, thì người ta ít dùng, bởi vì thủy ngân của mình nó có tính độc nên người ta không có ít ít dùng. Đa phần người ta dùng bạc là nhiều, nhưng mà cũng phải nắm để trả lời cho đúng ha. Rồi vậy thì bạc của mình là dùng, bạc của mình là dùng các để xác định các ion. Ví dụ như người ta hỏi nè, giống như trong bài của cô hỏi ví dụ như là trong phương pháp khối lượng đi, cô hỏi là đối tượng mẫu của phương pháp khối lượng là gì. Đối tượng mẫu ở đây tức là cái mẫu mà mình dùng mình để phân tích á nè, thì nó ở dạng gì. Vậy thì giờ phương pháp khối lượng của mình nó ở dạng lỏng được không? Vẫn được. Nó ở dạng rắn được không? Rắn thì mình đi hòa tan vẫn được. Vậy thì nó sẽ ở hai dạng, đa phần các em trả lời không được câu này ha. Nó hai dạng nha, dạng lỏng hoặc là dạng rắn đều được hết, lưu ý nha. Và ví dụ như là như cô đã nói là tùy vào đối tượng mẫu của mình sẽ lựa chọn một cái phương pháp phân tích cho phù hợp. Vì thế cái phương pháp của mình là phương pháp tạo tủa, đúng nè. Và tạo tủa thì với thường á, thì mình dùng cái dung dịch chuẩn độ của mình á, tức là dung dịch mà nằm ở trên carburet á. À, thường người ta sẽ dùng đó chính là bạc. Bạc thường người ta sẽ dùng là bạc nitrat ha. Thì các để những cái ion nào có khả năng tham gia tạo tủa được, thường là cờ la trừ nè, brom iốt nè, à, những cái hợp chất này ha. Ví dụ vừa sau cô hỏi là đối tượng mẫu của phương pháp tạo tủa là gì, thì là các em trả lời một trong những cái này ha, lưu ý nha. Rồi tiếp nha. Và yêu cầu của phương pháp tạo cấp tủa của mình, thứ nhất là cái độ tan của cái tủa của mình tạo thành nó phải bé hơn 10 mũ trừ 5. À, vậy thì giờ cô hỏi ha, tại sao mà nó phải bé hơn 10 mũ trừ 5, giờ nó lớn hơn được hay không? Tìm tên bạn nào đây? Có Hồng Vân không em? Hồng Vân, Vân ơi, Hồng Vân có đi học không em? Hồng Vân. Rồi, Vân trả lời được không em? Cô chiếu qua cho thấy nha. Tại sao mà cái độ tan của độ tan nha, độ tan của cái tủa của mình á, nó phải bé hơn 10 mũ trừ 5. Giờ mình nghĩ nó lớn hơn 10 mũ trừ 5 được không em? Đây, đó. Lưu ý là phương pháp kết tủa của mình tạo thành hợp chất ít tan nha. Được không em? Bây giờ độ tan thay vì bé hơn 10 mũ trừ 5, bây giờ cô lớn hơn 10 mũ trừ 5 được hay không? Được không em?
được chưa? Không cần nhìn hết slide, chỉ nhìn cho cô cái độ tan bé hơn 10 mũ trừ 5. Bây giờ cô lớn hơn 10 mũ trừ 5 được hay không? Được chưa nè? Rồi, để cô tìm bạn khác ha. Ráng để lấy điểm cộng điểm mà. Cô ưu tiên mà. Phương Nga, Phương Nga có đây không em? Nguyễn Thị Phương Nga. Có nghe không em? À, nghe trả lời được không em? Suy nghĩ xíu ra. Tại sao độ tan tức là S của nó phải bí hơn mà là lớn hơn được hay không? Nghe trả lời được không em? Nếu nó lớn hơn, giờ cô gợi ý nghe ha. Nếu mà nó lớn hơn như vậy thì cái tủa của mình nó tạo thành không em? Tủa của mình nó có tạo thành và phản ứng của mình nó có xảy ra hoàn toàn theo chiều thuận không? Chiều tạo tủa hay không? Cô gợi ý á. Nếu mà độ tan nó lớn như vậy đúng không nè, thì phản ứng của mình nó có xảy ra hoàn toàn hay không? Phản ứng nó sẽ xảy ra theo chiều là chiều tạo tủa hay không? Hay nó đi theo chiều ngược lại? Nghe ơi, Phương Nghe ơi. Phương Nghe im hơi vậy ta. Tìm đứa khác rồi. Được không em? Trả lời được không em? Rồi, không được đúng không? Rồi lớp mình các bạn nào trả lời được không em? Lớp nào mình thích bạn nào trả lời được không nè? Tại sao độ tan của nó phải bé hơn? Tại sao em? Không, suy nghĩ xíu nè. Tại sao nó phải bé mà nó không phải là lớn? Mình lưu ý cho mình là đúng rồi, Nguyễn Thị Lộc nè ha. Lớn hơn thì tủa của mình nó sẽ không tạo thành, để nó tan hết rồi còn đâu nữa. Đúng nè, thành Lộc trả lời được ha. À, bạn Tuấn Minh Ngô nè, Minh Ngô cũng đúng nè ha. Hai bạn nha, Minh Ngô, Minh Tuấn ha, Minh Tuấn và bạn Lộc ha, hai bạn trả lời nhanh. Vậy thì nếu mà độ tan của mình đã lớn, đúng nè, thì đồng nghĩa với việc nó tan ra hết còn tủa đâu nữa mà mình định lượng. Lưu ý cho cô nha, lưu ý ha. Lưu ý là độ, tại sao độ tan của mình nó sẽ bé. À, xíu hai bạn nhớ nhắc cô nha. Tại sao cái độ tan của nó là bé hơn 10 mũ trừ 5 mà nó không lớn hơn 10 mũ trừ 5? Bởi vì nếu mà độ tan nó lớn như vậy á, thì nó tan hoàn toàn hết rồi cái mẫu của mình rồi, thì lúc này em sẽ không thu được tủa nữa. Nên là độ tan người ta giới hạn là phải bé hơn 10 mũ trừ 5 là như vậy. Thứ hai là tốc độ phản ứng tạo tủa của mình phải đủ lớn, nó giống giống như bên kia ha. Và phản ứng nó phải có sự chọn lọc. À, phải có sự chọn lọc, có nghĩa là nó ít bị ảnh hưởng của những cái quá trình kia. À, thứ hai nữa phải tìm được cái chất chỉ thị giống như kia ha, giống như những cái bên kia chỉ có độ tan là nó bé hơn 10 mũ trừ 5. Giống bên kia là đối với phản ứng nào thì cũng phải có cái chất chỉ thị phù hợp để mình xác định được cái điểm kết thúc, từ đó tìm ra được cái điểm tương đương của mình. À, giống như bên kia là phản ứng luôn có sự chọn lọc, nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ cái chất tham gia mẫu thử của mình tác dụng với dung dịch thuốc thử thôi, hai cái này tham gia phản ứng với nhau thôi chứ không muốn những thành phần khác tham gia đi cùng. Được nè. Vậy thì cô nhắc lại cho em xíu là một và lưu ý là trong đối với phương pháp tạo tủa của mình á, tạo tủa giống như phương pháp khối lượng vậy á, thay vì bên kia là khối lượng thì bên đây là phương pháp thể tích thôi, thì nó sẽ hay xảy ra hiện tượng cộng kết và hấp phụ, thường thường là vậy ha nè. Vậy thì mình hiểu hai cái dạng mình, đó chính là dạng keo và dạng tủa. Cô đưa cho em hai cái hình là sự khác biệt giữa dạng tủa và dạng keo. Tủa có nghĩa là nó nằm ở như cái hình nè, tức là cái độ tan của nó ít tan. À, cái độ tan của nó tức là cái S nó ít tan, nó sẽ nằm ở dưới đáy của bình liền nè. Được chưa nè? Còn nếu như ở dạng keo của mình thì nó là những dạng keo của mình thì em thấy dung dịch mình thu được nó giống như nó hỗn độn với nhau. Ở này nó nằm lơ lửng chứ nó không có nằm tập trung ở dưới, mà nó sẽ nằm lơ lửng. Nên là keo của mình á thì nó là những cái tiểu phân, nó có kích thước nhỏ. À, nên nó nằm trung gian giữa các dạng ion và dạng tủa. Ha, nhưng em nhìn thấy hai cái hình này nó nằm lơ lửng như này nè ha. À,
Để phân biệt rõ ha, một bên là tủa và một bên là keo. Và hiện tượng keo của mình đó, keo của mình, cho em keo tức là sự kết hợp của hạt keo, do keo tạo thành những hạt lớn hơn do nhiệt độ. Cái này thì học hóa lý chắc em biết rồi ha. Và sự pipet, lưu ý cho cô là sự pipet hóa. Pipet hóa có nghĩa là quá trình chuyển tủa thành dạng keo, chuyển tủa thành dạng keo à. Và sự hình thành, sự hình thành dung dịch keo của cái bạc của mình như sau ha, bạc halogenic nè của mình như sau. Ví dụ như là dung dịch chuẩn của cô, dung dịch chuẩn độ của cô đó chính là Ag cộng, đúng nè. Và thứ hai đó chính cái ion của cô cần xác định đó chính là Y trừ nè. Và ban đầu cô tạo, cô thu được cái tủa của cô đó chính là bạc y iốt đó ha, bạc iốt. Và bây giờ ví dụ như cô cho dư cái lượng Y trừ, dư cái lượng Y trừ, thì lúc này nó sẽ xảy ra hiện tượng đó chính là hấp phụ à, nó sẽ xảy ra hiện tượng hấp phụ trên bề mặt của cái tủa của mình á. Thì lúc này hấp phụ, nếu mà cô cho dư cái Y trừ á, thì là Y trừ nó sẽ hấp phụ trên bề mặt của cái tủa của mình à. Sau đó tiếp tục nữa, Y trừ nó sẽ hấp phụ tiếp cái ion mang điện tích trái dấu nữa. Ví dụ như trong dung dịch nó có Ca cộng thì nó sẽ hấp phụ lên nữa. Đấy nè, đây chính là hình thành của sự keo của mình ha. Rồi thứ hai nữa đó chính là xác định cái chất chỉ thị. Chất chỉ thị dùng trong phương pháp ha, chuyển thành chất chỉ thị ion mang màu. Lưu ý cho cô là chất chỉ thị dùng cho phương pháp bạc cần không đổi màu cho đến khi toàn bộ ion thử chuyển thành dạng tủa. Chất chỉ thị tạo thành cái tủa mang màu. Và lưu ý cho cô có độ tan lớn hơn độ tan chính của cái tủa của mình. Tại sao như vậy ha? Tại sao người ta yêu cầu là có độ tan lớn hơn độ tan của chất kết tủa chính? Bạn nào trả lời giúp cô nha. Cô quên tô đỏ rồi ha. Các em đọc cái dòng dưới này ha. Chất chỉ thị tạo kết tủa mang màu có độ tan lớn hơn độ tan của chất kết tủa chính. Tại sao? Tại sao độ tan của cái chỉ thị, à chỉ thị nó phải lớn hơn độ tan của cái chất kết tủa? À, sau khi cô giảng bài xong thì bạn nào trả lời giúp cô nha. Rồi, vậy thì nguyên tắc của phương pháp tạo tủa của mình, thì nguyên tắc tạo tủa của mình yêu cầu của phản ứng chuẩn độ kết tủa đường cong, giống như bên kia nắm rõ cho cô hai phương pháp Mo và phương pháp Quân Ha, được chưa nè. Và nguyên tắc của tạo tủa của mình, phương pháp tạo tủa thì luôn luôn tạo thành một hợp chất của nó xtan giữa cái thuốc thử và chất mà mình cần định lượng. Và lưu ý là phương pháp kết tủa là dùng để xác định các ion nè, à cờ la trừ những cái ion nhóm halogen á, à và nguyên tắc của nó ha. Và dung dịch chuẩn của mình, thường thường các phương pháp tạo tủa thì dùng cho phương pháp halogen, nên thường cái dung dịch chuẩn độ chuẩn của mình đó chính là bạc nitrat ha. Và cái chất chỉ thị mình hay sử dụng nhất cho hai cái phương pháp này là ion chromat và phèn sắt ba, là hai cái ion này mình sử dụng cho hai cái phương pháp. Chromat là sử dụng cho phương pháp Mo, còn ion sắt ba là sử dụng cho phương pháp Quân Ha à. Và cái dung dịch chất chuẩn của mình là bạc nitrat á, nó không phải là một cái chất chuẩn gốc. Lưu ý cho cô, bạc nitrat có nghĩa là AgNO3 á, nó không phải là một cái chất chuẩn gốc. Nên các em lưu ý cho cô, vậy thì để xác định lại nồng độ của cái chất chuẩn gốc này á, thì em dùng cái dung dịch chuẩn gốc đó chính là natri clorua. Lưu ý nha, bạc nitrat không phải là chất chuẩn gốc, nên mình dùng lại, xác định lại nồng độ của nó, mình dùng đó chính là natri clorua. Lưu ý nha. Rồi. Và lưu ý cho cô nữa ha, đường cong chuẩn độ. Để đường cong chuẩn độ thì nó giống như phương pháp bên kia, nó chỉ khác cái xíu thôi, để cô nói cho em nhìn là rõ ha. Vậy thì bạn nào cho cô biết nè, đây ha, bạn nào cho cô biết nha. Nhìn vào cái tích số tan, ví dụ như trong cái dung dịch của cô ví dụ ha, trong dung dịch của cô có 3 ion sơn là trừ, brom trừ, y trừ. Cô cho tích số tan của Ag sơn là 10 mũ trừ 10, brom 10 mũ trừ 13, Agy 10 mũ trừ 17. Vậy bạn nào cho cô biết ion nào xuất hiện kết tủa trước? Kịp không? Ion nào xuất hiện kết tủa trước? À, lớp mình giỏi ha. Đó chính là ion sơn là trừ. Ở nè. Bởi vì sao? Bởi vì
Ion nào tham gia xuất hiện kết tụ trước, nhìn kỹ lại nha. 10 mũ trừ 10, 10 mũ trừ 10, A 10 mũ trừ 17, nhìn kỹ. À, nhìn kỹ nha. À, đó chính là ion, đó chính là ion phi-lon này, trả lời được này ha. Đó chính là ion của mình, đó chính là Ang, bởi vì là tích số tan của nó nhỏ, nhìn cũng thấy rồi ha. Thì suy ra độ tan của nó nhỏ, mà trong phản ứng của mình độ tan hay là tích số tan, nếu mà cùng cơ số nha, nếu mà tích số tan hoặc là độ tan của cái nào nhỏ thì nó sẽ tham gia kết tụ trước, độ tan lớn thì tham gia kết tụ sau, nên những bạn mà trả lời y trừ là đúng rồi đấy. Đấy nè, à, tiếp nha. Và mình có cái phản ứng của mình đây. À, vậy thì các em nhìn vô giúp cô cái hình nha, nhìn vô cái hình tập đánh giá nha, tập đánh giá. Nhìn vô cái hình giúp cô nè. Cô có ba cái ion. À, sơn là trừ, brom trừ và y trừ. Và cô sẽ có ba cái đường nè, em nhìn thấy ha. À, cờ lá trừ là cô đọc ha, 10 mũ trừ 10, brom là 10 mũ trừ 13, y là 10 mũ trừ 17. Vậy thì độ tan của nó mà càng bé á, giống như y trừ của mình nè, y trừ của mình nè. À, độ tan mà càng bé á, thì cái bước nhảy của mình nó sẽ càng dài. Phải, có nghĩa là em nhìn chỗ cái đường giữa y và cờ lo thấy rõ nhất. Y của mình là 10 mũ trừ 10, 17, thì em nhìn thấy cái bước nhảy của nó sẽ rất là lớn, đúng nè, sẽ rất là dài như thế này. À, nhưng mà cờ lo của mình là 10 mũ trừ 10 thì cái khoảng bước nhảy của mình đã ngắn lại. Được chưa nè, nên người ta nói là bước nhảy phụ thuộc vào tích số tan. Độ tan mà càng bé thì là bước nhảy của mình nó sẽ càng dài. Lưu ý cho cô nha, lưu ý. Nhiệt độ mà càng cao thì bước nhảy càng ngắn vì T của mình nó tăng. Rồi cô sang cái phương pháp này. Phương pháp này gọi là phương pháp Mohr. Này phải nắm nha, này phải nắm. Phương pháp Mohr của mình là phương pháp để xác định các ion sơn là trừ. À, sơn là trừ. Và vì thế cái dung dịch chuẩn độ của mình đã hay còn gọi là thuốc thử, đó chính là bạc nitrat. Và lưu ý bạc nitrat không phải là chất chuẩn gốc, mình dùng một ion natri clorua mình xác định lại nó. Và cái chất chỉ thị của mình ở đây chính là cari chromat. À, và tại điểm kết thúc mình nhận được đó chính là kết quả mình đã gặp, được chưa nè. Và cái phản ứng chuẩn độ của cô, thứ nhất Ang cộng cộng sinh là trừ tạo thành tủa của bạc clorua và kết tủa trắng, cái tích số tan là 10 mũ trừ 10 đó nè. Và lúc này phản ứng chỉ thị của mình, tức là lượng Ang cộng nè cộng với sinh RO42 trừ nè, à, bằng kết tủa này, cái chính là màu đã gặp. Và độ tan của cái Ang2 nè là 7,9, độ tan của bạc clorua của mình là 1,3. Vậy bạn nào giải thích giúp cô đã có câu trả lời chưa, tại sao chất chỉ thị của mình độ tan lớn hơn so với kết tủa chính của mình? Ví dụ như phương pháp Mohr của cô đó, phương pháp Mohr của cô đó, cô xác định ion sơn là trừ được nè, cô dùng cái chất kết tủa, chất chỉ thị của cô đó chính là gì, đó chính là góc sơn LO42 trừ, được nè. Vậy thì tại sao người ta nói với mình đó là có cái chất chỉ thị của mình có độ tan nó phải lớn hơn độ tan của chất kết tủa chính? Bạn nào trả lời giúp cô nè, nhớ nhớ nha. Đó, đây, tại sao cái này nó phải đây 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 phải là chromat của mình nè, K2SNRO4 nè, K2SNRO4 nè là chromat của mình á. À, Ang cộng cộng với này tạo thành cái tủa nè. Độ tan của cái chất chỉ thị của mình phải là 7,9, nó lớn hơn 1,3 không? Rồi bạn nào giải thích giúp cô tại sao nó phải lớn hơn và nó không nhỏ hơn? À, bạn Lộc trả lời này ha. Nếu mà độ tan giống nhau thì có phân biệt, không đúng là trí thiện. Độ tan lớn hơn thì nó kết tủa sau, tại sao không cho kết tủa trước? Huyền Thu. Và đúng là bằng gì, Hoàng Vũ nè. Hoàng Vũ ha, vì nó không tham gia phản ứng với chất còn phân tích, nè. Rồi gì nữa, bạn nhớ để tủa sau các cái chính ha, tại vì kết tủa chính phải tủa hết. Rồi bạn Lê Phạm nè, à, bạn Lê Phạm nè ha,
Lê Phạm là bạn Lê Phạm và bạn Hoàng Vũ này, hai bạn ha. Tức là tại tại vì cái chất kết tủa chính của mình nó phải tham gia phản ứng kết tủa hết rồi. Đó nè, chất chỉ thị mục đích để làm gì? Để biết được phản ứng của mình nó kết thúc của phản ứng chuẩn độ đó, đúng nè. Và nếu bây giờ giống như bây giờ mà mình cho cái độ tan, nếu mà độ tan của cái chất của cái chỉ thị của mình nó nhỏ hơn, vậy thì chỉ thị của mình nó tham gia phản ứng tạo tủa hết rồi, làm sao mình nhận biết được cái điểm kết thúc? Nên bắt buộc cái độ tan của cái chất chỉ thị của mình nó phải lớn hơn độ tan của cái chất mẫu của mình chính. Để làm chi? Để cái mẫu của mình giống như bạn Lê Phạm trả lời á, là để cho cái mẫu của mình nó tham gia phản ứng hoàn toàn hết đi, đúng nè, được nè, rồi mới tới là cái độ, rồi mới tới là một lượng dư nhỏ của cái lượng thuốc thử của mình thôi tạo tham gia phản ứng với cái chất chỉ thị của mình, được chưa nè. Đó, nên cô lấy kết quả của bạn Lê Phạm nha, tại vì mình cho cái chất kết tủa chính nó phải tham gia phản ứng hết đi, cái mình cần định lượng đó chính là mẫu của mình tham gia phản ứng hết đi. À, rồi sau đó mình mới dùng cái chỉ thị để mình nhận biết được cái điểm kết thúc. Nên cô lấy kết quả của bạn Lê Phạm ha. Rồi, hiểu ha. Nên lưu ý cho cô nè, cái độ tan của cái chất chỉ thị của mình nó phải lớn hơn độ tan của mẫu thử. Để làm gì? Để cho cái mình cần là mẫu thử nè tham gia phản ứng hết với cái dung dịch thuốc thử của mình. Mình chỉ cần dư một cái lượng lượng gọi là lượng thuốc thử để mình tham gia phản ứng với cái thuốc với cái chất chỉ thị của mình thôi, được cái nè, nên lưu ý cho cô ha. Và phương pháp mo của mình thường người ta sẽ lưu ý cho cô là thường người ta sẽ xác định cái dao sinh là trừ với chất chỉ thị, đó chính là kari chromat, và điểm của mình nhận được đó chính là kết tủa màu đã gặp ha. Và lưu ý khi mình dùng phương pháp mo thì nồng độ của cái chất chỉ thị K2 của em á, kali chromat á, nằm ở 0,01 đến 0,05 mol. À, và bởi vì nó là cái màu vàng đậm như vậy, giờ hỏi xíu nha, giờ hỏi xíu ha, tại sao giờ hỏi xíu ha, tại sao mà cái màu vàng vàng của mình á, ví dụ như cái màu của mình mà K2CR2O4 của mình á, nó sẽ có cái màu vàng vàng đậm. Nếu mà em pha cái nồng độ của nó cao hơn nữa thì nó sẽ ra cái màu vàng đậm, khi nhìn nó rất là khó. Và nhìn khó như vậy thì em sẽ xác định được điểm kết thúc của em nó sẽ bị sai số rất nhiều. Nên thường người ta sẽ ở nồng độ là 0,05, 0,1, 0,05 mol thôi. Thứ nhất, thứ hai là nếu như mà tại cái điểm kết thúc của em nhận được cái lượng thuốc thử của em nè, nó thu được cái màu đỏ gặp rất là đậm. À, rất là đậm. Thường người ta sẽ thu được cái dung dịch màu cam nhợt, cam lạc lạc thôi. Mà màu nó càng đậm thì đồng nghĩa với việc cái lượng anh g cộng của em nè nó tham gia phản ứng càng nhiều, và như thế thì cái lượng anh g cộng của em, nó phương trình của em, nó cái phương pháp cũng lộ của em sẽ mắc sai số nhiều. Anh lưu ý cho cô điều đó ha. Và chuẩn độ thường là trong môi trường từ 6.5 đến 8.5 thôi. Và phải loại bỏ các ion cản trở, bởi vì nó có lực tác dụng của các ion như cô đã lúc ban đầu cô đã đưa các những bari nè, bari 2 cộng, mà những cái này nè, đây chính là những cái ion lạ. Và nếu như những cái ion lạ này này nó tham gia phản ứng được với cái dung dịch của mình, đó chính là anh g cộng á, đó nè, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái phương pháp của mình. À, nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ tan. À, nên là mình nếu mà những ion này gây cản trở thì mình phải tìm cách loại nó đi. À, để làm sao phản ứng của mình có tính chọn lọc thôi, cái chất mẫu thử của mình với dung dịch thuốc thử của mình phản ứng với nhau thôi, chứ mình không muốn những cái ion khác tham gia phản ứng chung. À, phương pháp này thì thường sản xuất để định lượng ion sinh là và BR thôi. Vì iốt của mình nó, các em đều biết nó có cái màu vàng, và điểm kết thúc của em nó cũng có màu đã gặp như thế này, thì các em nhìn điểm nó rất là khó, nên phương pháp iốt người ta sẽ không dùng phương pháp mo, bởi vì cái màu iốt thì bạn nào cũng biết nó có màu vàng vàng nâu á, đó nè, và điểm kết thúc và của em nó cũng có màu đã gặp như thế, cái trên màu nhìn nó hơi khó, nên người ta không dùng phương pháp mo, mà lúc này người ta sẽ dùng một cái phương pháp khác, đó chính là phương pháp Vân Ha, thì xíu nữa mình sẽ học. À, và đây đây ha, đây là ví dụ như là đây chính là định lượng ion sinh là trừ của mình. Cô lấy chính xác 10 ml mẫu, lưu ý cho cô thể tích các em ghi hai chữ số 0 giống như trên bài như cô nha, bởi vì mình có cộng trừ sai số 0,01
tùy theo dụng cụ của mình, có thể là 0,03 hoặc là 0,02 hoặc là 0,05. Nên các em ghi cho cô là 10,00 ml nếu mà mình thể hiện kết quả. Được chưa? Em lấy 10 ml mẫu dung sinh là trừ em cho vào trong bình đó. Sau đó em cho nước cốt vào, em cho chỉ thị vào 5 giọt chỉ thị K2CNR2O4 có nồng độ là 0,01 0,05 á. Và trên cái cây burette của em đó chính là chứa dung dịch của mình đó chính là bạc ni trát có nồng độ là 0,05. À, hôm bữa một số bạn vẫn trả lời sai ha. Tức là dung dịch thuốc thử là dung dịch mà mình đã biết được chính xác nồng độ. Lưu ý nha. Dung dịch thuốc thử là dung dịch mà mình đã biết được chính xác nồng độ. Ví dụ giống như là bạc nitrat của mình có nồng độ là 0,05 n nè. À. Và dùng dụng cụ gì để lấy thì lấy chính xác mẫu thử thì em đã biết rồi đúng không nè, dùng dụng cụ đo thể tích chính xác đó chính là pipette bầu có dung tích là 10 ml. Lưu ý ha, một số bạn vẫn trả lời sai những câu hỏi đó nha. Rồi, vậy thì đối với phương pháp mo của mình thì cái chất chỉ thị của mình đó chính là K2CNRO4. Và tại sao người ta lại không thực hiện ở những cái môi trường khác mà phải là môi trường trung tính hoặc là kiềm yếu 6.5 đến 8.5 nè? Bởi vì nếu mà mình sử dụng nè, nếu mà trong môi trường 3 giờ, nếu mà trong môi trường 3 giờ đúng không, vậy thì trong môi trường 3 giờ ví dụ nghĩa là sao? Ví dụ như trong môi trường 3 giờ phải là em đã xét được nè, em nhìn một cách tổng quát luôn, đã xét được tại sao người ta phải thực hiện trong môi trường đó, thì em coi trong cái phản ứng của mình cái yếu tố nào nó gây ảnh hưởng tới. Ví dụ như nếu mà mình thực hiện trong môi trường 3 giờ, tức là môi trường NaOH á nè, thì phải là cái ion Ag cộng của mình nó tham gia phản ứng với cái gốc OH không, lúc này nó tạo thành tủa của mình là bạc hydroxit. Mà bạc hydroxit là một hợp chất rất kém bền, nó sẽ bị phân hủy ra tạo thành bạc oxit liền. Nên người ta sẽ không thực hiện trong môi trường là môi trường 3 giờ, bởi vì cái bạc của mình nó gây bạc nitrat của mình nó gây ảnh hưởng. Rồi tại sao người ta lại không thực hiện trong môi trường axit mạnh? Ví dụ như thì lúc axit mạnh thì cái phản ứng của mình là chromat của mình nó sẽ chuyển hóa sang bichromat. Nên lúc này người ta sẽ không thực hiện trong môi trường axit nữa, mà người ta sẽ thực hiện trong môi trường trung tính hoặc là kiềm yếu thôi, là 6.5 đến 8.5. Vậy ha. Rồi, tiếp nha. Và hôm bữa có một cái bài của cô, cái dạng nó cũng giống giống như vậy thôi chứ không gì khác hết ha. Là cô giải luôn để bữa sau mình làm bài cho nó đúng nha. Cô giải tổng luôn nha, coi như là cô ôn bài để em đi thi luôn á. Lưu ý cho cô là đọc một cái đề này lấy chính xác 10,00, không được ghi là 10,10 ml mà phải ghi là 10,00 ml có hai chữ số 0 sau dấu phẩy. À, lấy chính xác mẫu thử, bởi vì mẫu nó liên quan đến tính toán. Như cô đã nói, một cái yêu kết quả phân tích của mình yêu cầu hai yếu tố cho cô. Thứ nhất là độ đúng và độ chính xác. À, lấy mẫu thử mình phải dùng dụng cụ chính xác, bởi vì đây là mình phải tính cho nó, nên em dùng dụng cụ đó chính là pipette bầu. À, cô ôn bài cho em luôn nha. Và sau đó mình thực hiện cái phương pháp của mình đó chính là phương pháp Mohr. Đúng nè, tại vì sao? Tại vì đối tượng mẫu của mình ở đây đó chính là ion sinh là trừ này. À, sinh là trừ thì lúc này sinh là trừ này là một cái muối natri clorua. Em không thể nào em áp dụng phương pháp acid base được, em không thể nào em áp dụng oxy hóa khử, thì lúc này mình dùng cái phương pháp đó chính là phương pháp kết tủa thôi. À, vậy thì kết tủa thì mình có cái dung dịch chuẩn của mình. Ví dụ người ta hỏi phương pháp kết tủa cái dung dịch chuẩn chuẩn hay còn gọi là thuốc thử người ta dùng là gì, thì em phải biết trả lời đó chính là bạc nitrat, là AgNO3 ở nè. Rồi, vậy thì dung dịch bạc nitrat của mình, bởi vì nó là một cái dung dịch chuẩn hay còn gọi là thuốc thử. Ôi, thuốc thử thì nó có nồng độ chính xác là 0,05 n. À, và cái thể tích mà Na bạc nitrat của mình tiêu tốn là 13,4 ml. Vậy thì xác định hàm lượng b gam trên lít. À, vậy thì tại thời điểm tương đương có nghĩa là gì? Số đương lượng gam của thuốc thử bằng số đương lượng gam của chất tham gia phản ứng á, của mẫu thử của mình á. Một số bạn cô kêu là số đương lượng gam của thuốc thử bằng số mol. Sai nha, không đúng nha. Trên như thế nào thì dưới y xì như vậy, là số đương lượng gam của thuốc thử là bạc nitrat nè em.
bằng số đương lượng gam của mẫu mà mình cần xác định, hay còn gọi là mẫu thử. Được chưa? Coi thử bài kiểm tra ngờ ngờ trong đầu mình thử nha. Vậy thì tại thời điểm tương đương và cái kỹ thuật chuẩn độ này nè, kỹ thuật chuẩn độ này nè là kỹ thuật chuẩn độ gì? Phải là kỹ thuật chuẩn độ mình là AG cộng cộng với sin L trừ tạo thành tổ AG sin L. Tức là giữa cái thuốc thử và cái chất tham gia phản ứng, nó phản ứng với nhau, liền với nhau, nên đây chính là kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp. Lưu ý nha, kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp, bởi vì giữa thuốc thử và chất tham gia phản ứng, hay còn gọi là mẫu thử tham gia phản ứng liền với nhau. À, còn K2SnR2O7 nó chỉ là một cái chất chỉ thị để nhìn nhận biết ra điểm kết thúc của cái phản ứng đó thôi, nên lưu ý cho cô, kỹ thuật chuẩn độ bài này là kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp, mà phương pháp đó chính là phương pháp tạo tủa, mà đi vô sâu hơn nữa đó chính là phương pháp múi mò. Vậy nè, vậy thì tại thời điểm tương đương hai CV này bằng CV kia, CV của mẫu thử bằng CV của thuốc thử. À, vậy thì thuốc C nhân V của thuốc thử cô đã có rồi. À, thì 0 với 0,5 nhân với này ha. Em thế số vô em sẽ ghi ra được con này. Thế số thôi rồi, cái gì khó ha. Lưu ý nhớ cho cô công thức B gam trên lít. B gam trên lít thì bằng CL nhân với E. À, rác số vô thôi. À, một số bạn tiếp nữa nè, bài kiểm tra của em nè. Nhớ đọc cái đề cô ghi là gì? Cô kêu là xác định hàm lượng B gam trên lít. Đúng nè. Thì một số bạn lại cô B gam trên lít thì cô thử cô có bị thoát ra ngoài hay không? Rồi, một số bạn á cô ghi là xác định hàm lượng B gam trên lít. À, đọc kỹ cái đề. Cô có hai đáp, ví dụ như cô có hai đáp án. Một đáp án là cô có nồng độ đương lượng. Bạn nào tính ra được cái nồng độ đương lượng thấy mình đúng rồi, các em đấm vô đây là các em sai. Cái cô cần là B gam trên lít thì các em phải nhân cho E nữa cho cô. À, nhiều bạn bị lắm. À, bạn bị ví dụ như cô cho nồng độ đương lượng à, tới cái phút là nồng độ đương lượng à, thì em là cô kêu là tính B gam trên lít, các em thấy ừ mình bấm đúng cái nồng độ đương lượng rồi, em bấm vô kết quả là sai. Đó là lý do tại sao bà em cảm thấy mình làm được, mà em bấm vô kết quả nào nó cũng, em tính cái nào nó ra cũng đúng, mà tại sao kết quả của mình thấp, bởi vì lý do không đọc kỹ đề. Xác định hàm lượng B gam trên lít thì trả lời đúng hàm lượng cho cô. Khi nào cô kêu là xác định nồng độ đương lượng thì kết quả là nồng độ đương lượng. Được nha. Cái này biết tính rồi đúng không? B gam trên lít bằng CN nhân E. À, rồi xong nha. Lưu ý vậy thì tóm lại phương pháp múi mo là gì? Thứ nhất, dung dịch chuẩn độ đó chính là bạc nitrat. Đối tượng mẫu của mình đó chính là xác định ion CN trừ và brom trừ. Bởi vì hai này đều có tủa màu trắng hết nên mình dễ nhìn. À, thứ hai nữa, cái chất chỉ thị mình xài đó chính là K2SnR2SnRO4, tại điểm kết thúc nó có màu đã gặp. Được nè. Rồi lưu ý môi trường của nó thực hiện ở môi trường trung tính thôi, lý do tại sao cô đã trả lời. Được nè. Và kỹ thuật chuẩn độ bài này đó chính là kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp. Được nè. Rồi xong ha. Rồi cô sang thứ hai đó chính là phương pháp von Hê. Ví dụ như cái nguyên tố đó chính là iốt của mình đó, là y trừ á. À, thì mình dùng cái phương pháp của mình đó chính là von Hê. Von Hê ha, von Hê. Và cái nguyên tắc này như sau ăn. Một cái lượng bạc nitrat dư nhưng mà xác định. Và nó được thực hiện trong môi trường đó chính là môi trường axit nitrit ha, HNO3. À, và định lượng cái lượng dư này lại bằng cái dung dịch chuẩn độ này. Vậy thì giờ cô hỏi này dễ ha, này dễ để cô hỏi học sinh thân yêu cô. Vậy thì nếu mà nè đặt một cái lượng nè, một cái lượng dư chính xác để kết tủa hoàn toàn với bạc của cô, cái lượng ion ha, thì xác định cái lượng dư này bằng một cái dung dịch chuẩn độ khác. Vậy cô hỏi kỹ thuật chuẩn độ bài này là gì? Phương Nga có Nguyễn Thị Phương Nga không em? Nguyễn Thị Phương Nga có không em? Bạn nghe có đây không em? Im hơi vậy ta. Nghe ơi. Nghe ơi nghe. Nguyễn Thị Phương nghe. À nghe. Rồi. Nghe đừng có nghe lời bạn nha, nghe phải nghe đừng có tin lời bạn nói nha, nhiều khi bạn nói không có đúng đâu nha, phải tin vào chính mình nha. Để cô hỏi ha. Ion của cô đó chính là sin là trừ.
cô cho tác dụng với bạc nitrat đúng nè, Ag cộng cộng với Y trừ đi, còn cái lượng bạc nitrat bao nhiêu cô cho tác dụng với một cái chất chuẩn độ khác. Vậy cô hỏi kỹ thuật chuẩn độ bài này là gì em? Đừng nghe lời bạn nha, hãy nghe lời mình nha. Trực mình có ba kỹ thuật chuẩn độ, đó chính là thớ nè, gì nữa, ngược nè, ngược hay còn gọi đó chính là thụ trừ, và kỹ thuật trực tiếp. Phải nghe trả lời là gì em? À, là kỹ thuật chuẩn độ trực tiếp hả? Nghe trực tiếp không nghe hay là ngược nghe? Hình như trực tiếp đó em, trực tiếp hả? Trực tiếp hay là ngược em? Hình như đó là kỹ thuật trực tiếp đó, trực tiếp hay ngược nghe. Rồi trả lại lần cuối nè, trực tiếp hay ngược? Theo cô đó là trực tiếp á. Nghe ơi. À đúng rồi, ngược nha em, chứ không phải trực tiếp nha. À, lưu ý nha, cô đỡ coi thử bạn nắm bài hay không nên cô hỏi tới hỏi lui á. Rồi, lưu ý cho cô, cảm ơn em ha, nghe. Lưu ý cho cô là mình cho một cái lượng dư chính xác nè, cái lượng dư chính xác nè, lưu ý ha. Rồi sau đó mình cho tác dụng với ví dụ Y trừ đi. Còn cái lượng dư bao nhiêu thì mình cho tác dụng với một cái dung dịch chuẩn độ khác. Nên đây chính là kỹ thuật chuẩn độ ngược. À, lưu ý cho cô nha. Và phương trình chuẩn độ của mình, Ag cộng cộng với X ở đây có nghĩa là halogen. Được nè, thì mình tạo được cái tủa là AX. Và cái lượng Ag cộng này còn dư bao nhiêu, nó sẽ tham gia phản ứng với gốc SN trừ, là dung dịch chuẩn của mình trên carburet á. Nè, và lưu ý cái này thì mình sẽ cho nhận biết cái điểm kết thúc của mình sẽ dùng cái ion đó chính là phèn sắt ba. À, nó sẽ tạo thành cái dung dịch, nó sẽ có màu hồng. Và cái này mình có thể xác định được ion brom trừ, iốt hoặc là SN trừ, thường là iốt là chính thôi. À, vậy thì những cái lưu ý của cái phương pháp này, lưu ý cho cô, thứ nhất là thực hiện trong môi trường axit, và axit ở đây người ta dùng đó chính là axit nitric, và pH của nó bé hơn 3 để tránh sự thủy phân của sắt 3. Xíu nữa cô giải thích tại sao là của sắt 3 ha. Và nếu như trong cái mẫu của mình nó có ion sơn là trừ á, sơn là trừ á, như cái mẫu ví dụ như bây giờ cô muốn xác định iốt đi, mà nếu như cái mẫu của mình có ion sơn là trừ là yếu tố ảnh hưởng nè, thì em phải tìm cách loại bỏ cái yếu tố ảnh hưởng đó đi. Một là người ta phải bằng cách là người ta lọc cái tủa đó ra. Thứ hai là người ta thêm vào trong cái dung môi đó một cái hỗn hợp, đó chính là nitrobenzen hoặc là chloroform, được bao lại cái tủa nó lại. À, nó bao cái tủa của AgSNL lại vậy nè. Sau đó người ta tiến hành chuẩn cái lượng dư đó. À, và khi mà người ta định lượng ion Y trừ này, thì người ta nếu mà mình dùng chỉ thị sắt phèn sắt ba thì mình sẽ cho gần tới điểm tương đương thì em mới cho, chứ em không cho vào liền, bởi vì nó sẽ tham gia phản ứng này, phản ứng ở phía dưới. À, và nó tóm lại là lưu ý cho cô hai điều, cái điều ở dưới ít xảy ra đó, lưu ý cho cô hai điều. Thứ nhất là phản ứng của mình thực hiện trong môi trường axit, axit ở đây chứ chính là axit nitric, à pH bé hơn 3 nè, để tránh sự thủy phân của sắt 3. Rồi, và thứ hai nữa, nếu mà có ion sinh là trừ thì mình phải loại bỏ nó đi. Một là bạn loại bỏ nó đi, bởi vì dung dịch của mình đó chính là bạc nitrat, nó sẽ tác dụng với sinh là trừ, nó tạo thành tủa của AgSNL, nên bằng cách là mình lọc. Mà lọc như vậy á, thường nó sẽ gây nên mất mẫu, mất mẫu thì dẫn đến sai nồng độ. Đúng nè, thường á người ta sẽ ít khi nào người ta lọc lắm ha. Thường người ta sẽ cho một cái hỗn hợp dung môi hữu cơ vào để bao cái tủa của mình lại, vậy thì nó không gây ảnh hưởng nữa. Đúng nè, chứ người ta ít lọc lắm, lọc thì nó hay mất mẫu, nếu mình thao tác của mình không khéo á thì mẫu mình nó sẽ bị mất ha. Rồi đây ha, đây đây nha. Rồi bắt đầu phân tích nha. Rồi, chỗ này không có phương trình cô hỏi bài được nè. Và cái phản ứng của mình ha, phản ứng của mình như sau, như bạn bạn gì bạn nghe trả lời cô á, đây chính là kỹ thuật chuẩn độ ngược hay còn gọi là thừa trừ. À, môi trường phản ứng của mình đó chính là môi trường đó chính là một ml hạt bạc, 1 ml của mình đó. Ban đầu là người ta sẽ cho ra 10 ml mẫu sơn là trừ vào. Đó chưa nè. Sau đó người ta lấy chính xác 20 ml dung
dung dịch bạc nitrat có nồng độ là 0,05N, người ta cho vào trong cái bình này luôn. Thì lúc này, và để tạo điều kiện cho môi trường phản ứng của mình, người ta cho 1 ml axit nitrit đậm đặc vào luôn. Đúng nè. Vậy thì lúc này của mình đó, nó sẽ có AG cộng cộng với CL trừ, hay Y trừ gì cũng được, Y trừ gì cũng được ha. Thì lúc này nó sẽ tạo thành cái tủa của mình. Rồi sau đó người ta cho chỉ thị phèn sắt 3 của mình vào, đó là chất chỉ thị. Vậy giờ cô hỏi nè, tại sao môi trường axit của mình lại là môi trường pH bé hơn 3? Đúng nè, vậy thì môi trường của mình là môi trường 3 giờ có được hay không? Em nhìn tổng quan của cái phương trình này và em trả lời ha. Tại sao phải là môi trường? Thứ nhất là tránh sự thủy phân của sắt là đúng rồi nè. Bởi vì nếu mà môi trường của em lớn hơn sắt 3 của em, nó sẽ tham gia phản ứng nè, là không được. Và một yếu tố nữa là gì? Nếu mà cô thực hiện trong môi trường là môi trường 3 giờ đi thì nó bị ảnh hưởng bởi gì nữa? Nhìn vào phương trình, nhìn vào tổng quát thì cái nào tham gia phản ứng nữa? Nếu mà môi trường 3 giờ thì cái ion nào tham gia phản ứng nữa em? Ngoài ion đó chính là sắt 3 cộng của mình thì còn ion nào nữa? Bạn này trả lời được nè, cô kéo qua nha. Ion nào? Phúc Uyên trả lời nè, đó chính là ion AG cộng, đúng nè. Vậy rồi AG cộng phản ứng trí thiện nữa nè ha, trí thiện với Phúc Uyên ha, là nếu mà AG cộng của mình, vậy thì AG cộng giữa hai bạn, cô chỉ lấy một bạn điểm cộng thôi nha, vậy thì giữa hai cái là AG cộng cộng với OH trừ của trong mắt của cô rồi. Vậy giữa hai cái là AG cộng cộng với OH trừ nó tạo thành gì? Bạn nào nhanh nè ha. Tạo thành như bạn Bùi Hoàng Vũ. AG 2 y là gì ta? Trí thiện. AG 2 o, đúng rồi. AG 2 o như vậy thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ mất mình mất đi một lượng AG cộng. Đúng nè. Thứ hai nữa là nó sẽ tạo thành kết tủa. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái điểm của mình. Điểm kết thúc của mình. Vì thế là mình sẽ không có sử dụng trong môi trường kiềm được. Lưu ý là chỉ là môi trường axit nitric thôi. Vậy giờ hỏi xíu nè, hỏi xíu ha. Câu hỏi này bạn này trả lời không được ha. Tại sao phải bắt buộc là môi trường nitric, đúng không? Môi trường là HNO3 mà người ta không dùng H2SO4 hoặc là HCl, ion cần xác định là clo trừ nha. Tại sao nè, bạn này trả lời được. Tại sao phải là môi trường nitric HNO3? Ví dụ như giờ không có HNO3, dùng H2SO4 được hay không? Hoặc là cô dùng cái khác được hay không? Như bạn Hoàng Vũ nè, Hoàng Vũ vì nó sẽ tạo tủa không mong muốn, phải cái nào tham gia tạo tủa? Không. Cái nào tham gia tạo tủa? Gì SO4? AH là gì? Cô không biết AH là gì á. AH cộng là gì á? Ghi cho đúng ha. Bạn Vũ, Hồng Vũ Đúng rồi, AG cộng nó sẽ tham gia phản ứng tạo tủa. Đúng nè, nên người ta sẽ là không có tham gia, nên người ta sẽ không cho môi trường là môi trường H2SO4 vô mà phải là môi trường nitrit. Vậy thì sao không phải là clo HCl? Tại sao không phải là HCl? Ion cô cần xác định là clo nha. Tại sao không phải là HCl? H24 là hiểu rồi đúng không nè. Giờ tại sao không phải là HCl? Rồi tại sao không phải là HCl nè? Suy nghĩ xíu nè, kéo qua cho thấy nha. Hồng Vũ cổ sung thêm. Gần gần rồi đó, gần đúng rồi đó. Ion cần xác định là clo trừ nha. Môi trường cũng là HCl nha, nhớ nha. Khải Minh Khải thay đổi nồng độ clo trừ, đúng, gần tới nơi đó. Thay đổi nồng độ như vậy thì cái đối tượng mẫu của mình ở đây đang xác định là gì? Minh Khải. Cái ion em cần xác định với phương pháp này là gì? Lọc, lọc trả lời ha. Lọc trả lời là không, Lộc mới trả lời hiểu rõ vấn đề hơn Minh Hải nè. Bạn Lộc trả lời là nó sẽ tăng nồng độ CL trừ lên. Đúng nè, nó tăng nồng độ CL trừ trên thì
lúc này kết quả em báo cáo nó còn chính xác không? Tăng nồng độ lên và cái lượng axit em cho vô em chỉ là ước lượng khoảng thôi. Như vậy thì em có biết em cho vô bao nhiêu không? Đúng rồi, tóm lại nha. Lọc ha, tại điểm này lọc có điểm cộng nha, những bạn khác trả lời chưa tới tới nha. Lưu ý cho cô, bởi vì đối tượng mẫu của mình ở đây là xác định là ion, đó chính là sơn là trừ. Vậy bây giờ nếu mà cô cho cái lượng axit của cô vô, cô chỉ cho khoảng thôi chứ cô không biết cô cho vô bao nhiêu, thì lúc này phải là chỗ này và HCl nó cộng thêm một lượng vô nữa. Vậy thì mình đánh giá mẫu của mình nó sẽ không chính xác vì nó cộng nó tăng thêm nồng độ SL trừ vô, thì các em đánh giá mẫu sẽ không chính xác là sẽ sai. Nên mình sẽ tránh dùng cái ion nào mà nó không tham gia, mà nó ion là cái axit đó chính là HCl. Nên người ta dùng đối với phương pháp Von Hang, người ta chỉ dùng một axit duy nhất thôi, đó chính là axit nitrit thôi. Để ý ha, để ý cho cô điều đó nha. Rồi tiếp ha. Rồi đây, đây là một cái ví dụ, đây là một cái ví dụ về cái phương pháp Von Hang, về cách tính ha, về cách tính của nó. Lúc nãy bạn gì bạn bạn nghe, bạn nghe trả lời cho cô á, đây chính là cái kỹ thuật chuẩn độ, là kỹ thuật chuẩn độ thừa trừ, hay còn gọi là kỹ thuật chuẩn độ ngược. Và người ta làm như sau, người ta lấy chính xác 10 ml, nhớ hai chữ số ha, bất cứ nào vậy ha, 20 ml mổ muối muối của mình vào trong cái bình Erlen. Vậy thì đây chính là phương pháp Von Hang, vì thế người ta cho 1 ml axit nitrit vào ở nè, rồi sau đó người ta cho vào một cái lượng dư chính xác, lượng dư chính xác bạc nitrat vào, thì lúc này Ag cộng nó sẽ tham gia phản ứng với SL trừ, được chưa nè. Rồi vậy thì để nhận biết được cái điểm kết thúc của phản ứng chuẩn độ thì người ta dùng cái chất chỉ thị, đó chính là phèn sắt ba nè, và người ta tiến hành chuẩn độ với góc SN trừ có nồng độ là 0.1 n, thì cái thể tích mà cái SN trừ tiêu tốn đó chính là 9,75 ml vậy nè. Vậy thì bây giờ người ta kêu nè, mình có hai câu mình phải làm. Thứ nhất là tính cái lượng rắn nè, gốc đây chính là cái gốc chất chuẩn gốc nè, để pha cái dung dịch này ở nè. Vậy thì cô ôn luôn cho em, do trong bài kiểm tra của em một số bạn bị sai hiểu nhầm vấn đề, để cô ôn luôn ha. Thứ nhất nè, khi mà các em tính khối lượng á, khi mà các em tính khối lượng á, thì các em phân ra hai trường hợp cho cô, em để ý rõ cho cô. Một bên này nè, nồng độ N là nồng độ đương lượng. Nếu chỗ này nó cho nồng độ mol thì các em tính khác, mà nồng độ đương lượng thì các em tính khác, và em dùng cái vi sách hay cái bút gì, cái bút em ghi vô, phân ra hai trường hợp ha, để làm bài lần sau cho nó chính xác. M nếu chỗ này là nồng độ đương lượng, N là nồng độ đương lượng, thì mình có nè, SM ở nè, M bằng nồng độ đương lượng, đó chính là nồng độ SN là chính cái nồng độ đương lượng, em nhân V, V ở đây là ml, là V pha, em nhân với E. Em chia cho 10 nhân phần trăm B, giống như trường hợp này. Còn nếu như ngược lại, chỗ này là nồng độ mol là 0.1 m, thì lúc này em áp dụng công thức m gam bằng SM m nhân V nhân với m lớn, tức là khối lượng phân tử, em chia 10 nhân phần trăm B. Lưu ý nha, lưu ý nhìn cho đúng nha, cô nhắc lại cho mình nắm nè, những bạn nào ghi chưa kịp thì mình ghi nè. Có hai trường hợp, nếu người ta kêu em tính nồng độ đương lượng thì mình áp dụng công thức m bằng SN nhân V nhân với E chia 10 nhân phần trăm B, như biểu thức cô ghi trên cái slide nè. Còn nếu như người ta kêu mình là nồng độ, chỗ này là nồng độ mol, thì các em cũng ghi tương tự, nhưng mà em chỉ thay trên SN bằng SM, cái E em là M lớn, em chia 10 nhân phần trăm B. Lưu ý nha, nhiều bạn bị nhầm lắm, nhưng đó bài kiểm tra của em á. Thế nè, vậy thì để tính được khối lượng nó thì em mình nhớ biểu thức, là em ráp biểu thức vô và em tính thôi, thì nó bằng một con số phía sau đó nè, và em đi cân. Vậy giờ cô hỏi ha,
bạn nào trả lời được ha, những bạn này, những câu hỏi này cô em nhường cho những bạn mà cái điểm bạn bạn nó không mấy ha. Vậy thì bây giờ sau khi tính tính xong rồi đó nè, vậy thì bây giờ cô có hai cái tính đây là ở dạng rắn đúng không? Vậy bây giờ cô chọn dụng cụ cái cân nào để cô cân, cân phân tích hay là cân kỹ thuật và vai trò của K2? Không được trả lời nha, không được trả lời trên cái chữ chat nha, để cô gọi các bạn. Vậy thì bây giờ cô dùng cái cân nào để cô cân cái dung dịch chuẩn này? À, cân nào ha? Gợi ý mình có hai cái cân, cân phân tích và cân kỹ thuật. Bạn nào đây? Linh Ngân, Nguyễn Thị Linh Ngân có không em? Nguyễn Thị Linh Ngân, mình có đi học không? Nguyễn Thị Linh Ngân, không thấy ta. À, Ngân trả lời được không em? Mình đang pha đó chính là pha dung dịch chất chuẩn gốc á. Bây giờ cô gợi ý em có hai cái cân, cân phân tích và cân kỹ thuật. Bây giờ dùng cân nào phù hợp? Mình cân các chất chuẩn á. À, cân phân tích, được chưa? Linh Ngân là em, Nguyễn Thị Linh Ngân, đúng không? Mấy cô gặp đúng không? Rồi, lưu ý nha. Rồi, Linh Ngân trả lời đúng á. Lưu ý cho cô là khi mình pha dung dịch là chất chuẩn gốc thì lưu ý là chọn đó chính là cái cân phân tích có độ chính xác, nói chung cái gì chính xác thì dùng cái độ chính xác ha. Rồi sau đó mình tính hàm lượng của nó, hàm lượng bergen trên lít, đây chính là kỹ thuật chuẩn độ ngược hay còn gọi là thừa trừ, nên cái công thức tính nồng độ nó sẽ khác, nên các em lưu ý cho cô ha. C nhân V này cô ghi một biểu thức nha, đáng lẽ là C nhân với V, nhưng mà cô muốn là cùng một cái slide để các em dễ quan sát nên cô ghi tắt luôn. À, vậy thì C nhân V của cái mẫu thử của mình, trong cái bài kiểm tra của em có một cái câu, có một cái câu cô kêu là công thức tính của phương pháp chuẩn độ ngược, đúng nè, thì nó đây. À, vậy thì C nhân V của cái mẫu thử của mình, em cứ lấy C nhân V của mẫu thử bằng C nhân V của cái lượng dư chính xác em trừ cho cái lượng mà một cái góc chuẩn độ khác. Đó nè, vậy thì lúc này C nhân V của cái mẫu thử của em đó chính là ion sinh là trừ bằng C nhân V của cái lượng dư chính xác đó chính là của bạc ni trát, em trừ cho cái lượng, trừ nha, cho cái lượng là SN trừ là của một cái dung dịch chuẩn độ khác và em ráp biểu thức em thế vô. Rồi trong bài của cô có dấu thay dấu trừ thành dấu cộng, bạn nào mà nhớ nhớ mày mày là em sẽ sai. Trong cái đáp án của cô sẽ có C nhân V của cái mẫu thử bằng C nhân V của cái lượng dư chính xác. Cô thay dấu trừ này, cô thêm bằng dấu cộng. C nhân V của KSN, bạn nào đánh vô thế là bị sai. Để nè, nên học là phải hiểu. Lưu ý nha, C nhân V của mẫu thử bằng C nhân V của cái lượng dư chính xác em trừ cho cái lượng của dung dịch của thử. Nếu em cộng thì đâu cần ý nghĩa nữa. Và em ráp biểu thức và em tính vô thôi, không có gì khó hết. Này, bấm máy tính cho đúng là được. À, vậy thì C nhân V của này bằng 0,20 nhân 0,1. À, em trừ cho 0,1 nhân với lượng này là 9,75 á. Rồi được ha. Rồi xong nha. Và em tính bergen trên lít, bergen trên lít thì số gam chất A có trong 1 lít thì bằng CN nhân với E, và em tính ra thôi, dễ không khó ha. Một số bạn bị sai sai khúc này thôi, sai khúc này thì những khúc về sau nó sẽ sai theo, nên lưu ý ha. Rồi tiếp nha. Rồi coi như là cô xong bài, bài rất nhẹ nhàng. Những câu hỏi này thì các em tự làm, ok nè, tự làm, thắc mắc gì hỏi cô sẵn sàng giải đáp chứ cô không đi hết cho em. Đó nè, rồi cắm bài này dễ nè, cắm bài này, cắm bài này là bài toán này, bài toán này ha, bài toán này ha. Bây giờ câu 7 đi, câu 7 ha. Độ tan của Ag sinh L trong dung dịch K sinh L so với độ tan ở trong nước nguyên chất nó tăng hay giảm? Cái này dễ ha, giờ mình xác định ha, bạn nào trả lời được coi lớp mình là nắm bài tới đâu nè. Sẽ giảm, bởi vì sao ta, tại sao nó giảm? Tại sao nó giảm? Ion chung dễ ha, giờ hỏi ha, câu này ai trả lời cũng được. Giờ bẻ cái câu này, giờ cô bẻ cái câu này. Độ tan của Ag sinh L trong dung dịch ion trong dung dịch là K-Br, K-Br nha, so với độ tan trong nước thì như thế nào?
KBR nha. Tám dễ ha. Dễ ha, không có khó ha. Rồi câu phía dưới, câu số 9. Vậy thì câu trên nữa là gì đi, câu trên là nữa gì đi. Độ tan của bạc Anger Brom trong dung dịch NH3 so với độ tan trong nước nguyên chất thì sao? Này, hóa một cơ, xíu hóa một cơ vô. AngBr nó sẽ tham gia tạo tạo phức nha em. AngBr nó sẽ tham gia tạo phức với dung dịch amoni với em. Sao ta? Sao? Nó sẽ tăng bởi vì nó thêm một cái lượng Ang, nó sẽ tham gia tạo phức. Dễ ha? Câu dễ tính điểm chi. Tiếp nha. Tiếp nha. Câu số 9 nè. Câu số 9 nha. Cho cái tích số tan của AngSnL, độ tan của AngSnL trong HCl so với trong nước như thế nào? Giảm bao nhiêu lần? Kịp không em? Giảm bao nhiêu lần? Cái này phải cầm máy tính bấm nha. Ok, em về tự làm ha. Rồi câu cuối cùng này, câu này là em dìm tự làm để các em coi lại chỗ cái phần ion á, là phần tích S cộng với 0.1 á, thì em sẽ ra dễ không khó. Về tự làm nha, bạn nào làm không được thì nói cô chỉ tiếp. Rồi câu số cuối nè, mắt địa 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 coi thử nè. Theo em nghĩ nè, theo em nghĩ nha, trong cái dung dịch của cô chứa cái ion chì, ion chì này nó sẽ tạo tủa với ion nào trước? Vậy cái câu châm ngôn của mình là gì? Khi mình xem cái tổ, cái một cái dòng nào đó nó tham gia tạo tổ trước hay sau thì cái câu châm ngôn em nhớ là gì? Chất nào mà có độ tan, sao em, độ tan nhỏ thì sẽ tham gia, đúng không, có tổ trước lớn thì sau. Giờ tự làm nha, đừng có tin lời bạn, đừng có tin lời bạn, mình tự làm. Ok nè, dễ ha. Rồi tự tính ha. Vậy thì phương pháp muối mo thực hiện trong môi trường nào? Môi mo, mo môi trường nào em? Gì? Trung tính. Trung tính là kiềm, bởi vì nếu mà thực hiện trong hai môi trường kia thì mình nhớ là cái hình ảnh nó ảnh hưởng rồi, đúng không nè? Trung tính là kiềm. Vậy chất chỉ thị mo là gì ta? Gì màu đã gặp ta nhớ viên gạch không? Một trừ hai trừ Thu Huyền, một trừ hai trừ Hiền ơi, Hiền ơi hả? Một trừ hả? Hai trừ, Uyên trả lời đúng rồi nè, hai trừ nha em. Thu Huyền, Ca2 CrO4 hoặc là CrO4 hai trừ nhé Huyền ơi. Tiếp nha. Dễ ha. Phương pháp phối ma dùng để xác định trong môi trường những yếu tố ảnh hưởng. Rồi xong nha. Coi như là cô xong. Những bạn thôi, ngày hôm nay cô thấy lớp mình đông rồi, cô khỏi điểm danh. Những bạn mà lúc nãy mà cô kêu cộng điểm á, nói cô cộng điểm. Đó nè, lưu ý nha, thứ hai ngày 18, thứ hai xíu nữa tối cô thông báo trên ấy cho, thứ hai ngày 18 tháng 5 lúc 19 giờ kiểm tra nha, đừng quên. Như cũ em, 30 câu cá tính nha, cá tính, lưu ý cá tính, nhớ cầm máy tính bên cạnh nha. 30 câu 25 phút được chưa? Cô hôm nay cô khỏi điểm danh, cô thấy lớp mình đông nên cô khỏi điểm ấy. Những bạn mà lúc nãy mà rồi mail vào không được đúng không em? Vậy em vào mail đi, cô đọc cái mã code cho em nhập vô luôn. Bảo Ngọc. Rồi bạn nào điểm cộng nè, nói cô nha. Là Phương Thảo hả? Phương Thảo chờ cô xíu. Phương Thảo học lớp thứ mấy em? Chiều thứ tư hả em? Chiều thứ tư. Từ từ chờ cô xíu. Phương Thảo đâu rồi? Đúng em, cô đọc đúng tên em không? Phương Thảo. Rồi em. Rồi Bù Phép. Rồi em. Tương tác mà cần điểm gì? Để không, mình còn một buổi nữa, buổi hôm sau rồi cô sẽ ấy ha. Yên tâm, bữa sau cô gọi tiếp cho, yên tâm nha. Rồi bạn nào có điểm cộng nè, từ từ cô cộng này ha.
Đâu rồi? Ủa Minh Thư có cái code rồi, chờ cô xíu cô đọc code cho Minh Thư gì cái đã. Nó chưa nhắn qua cô em ơi. Chưa nhắn qua em. Nó chưa có nhắn qua, em vô lại đi. Nó chưa nhắn qua em. Rồi bạn nào Lê Phạm, Lê Phạm là ở đây, mã code đây. Em vô luôn nha, cô đọc cho. 230 811 230 230 811 em. 230 811. Rồi Trí Thiện, thôi Linh Ngân nè ha. Trí Thiện, Trí Thiện đâu rồi? Từ từ nha, em cứ nhắn biết là nó trôi đó. Cô đúng lớp không có đẹp. Trí Thiện, à, Trí Thiện một dấu cộng. À, Lê Phạm là bạn nào em? Lê Phạm hả? Em tên là Lê Phạm luôn hả? Cô đi từ trên cô đi xuống á. Hồng Lễ, Phạm Thanh Hồng Lễ. Rồi một dấu cộng. Rồi bạn nào nữa đây? Hết rồi hả? Bùi Hoàng Vũ, Bùi Hoàng Vũ một dấu, Bùi Đào Hoàng Vũ em một dấu cộng. Rồi ai nữa ta? Có bạn Ngân rồi hả em? À, Lộc một thôi. Lộc ơi, Lộc, Lộc đâu rồi? Lộc Lễ, Lộc học lớp này rồi, học hai dấu cộng. Trời, học được mà sao điểm thấp dữ Lộc? Ngân à em, Linh Ngân. Ngô Tấn Minh, chờ Ngân. Lộc nè đúng không? Lộc 4. Ủa Lộc nè. À Nguyễn Thị Lộc của em. Chết trời, nhầm người rồi. Nhầm người rồi. Ồ, nhầm người. Nguyễn Thị Lộc. Đúng không? Ờ hu hu ha. Rồi. Được chưa? Cô nhầm mà bạn kia. Rồi Hồ Phi Loan gì đây? Từ từ đó cô coi bạn gì đây? Tuấn Minh hả? Minh Tuấn. Minh Tuấn, biết đọc đúng tên không à? Minh Tuấn, Ngô Văn Minh Tuấn, năm đúng không? Rồi. Hồ có em, những bạn mà cô đọc tên là những bạn cô hỏi là có đó, nếu trả lời được thì cô có điểm cộng, cô còn thẳng luôn rồi. Nguyễn Hồ Phi Loan đúng không em? Cô cộng cho em rồi á, những bạn mà cô hỏi là cô cộng rồi. Rồi còn bạn nào nữa không? Linh Ngân, anh nhoi nãy giờ ha. Linh Ngân, Linh Ngân cô cộng rồi, cô gọi tên là cô cộng rồi. Nguyễn Thị Linh Ngân. Trúc Vy, Trúc Vy, Trúc Vy trả lời gì ta? Ở cô nhớ coi. Trúc Vy trả lời gì ha? Trúc Vy. Trúc Vy. À nhớ rồi, cô nhớ rồi. Trần Võ Trúc Vy, cô nhớ lúc cô gọi tên em đúng không? Gọi bạn trên, bạn Bạch Vy gì không có là gọi em đúng không? Trần Võ Trúc Vy. Rồi. Rồi còn bạn nào nữa không? Bạn nào mà vô Gmail không được nữa hay không? Nhớ tuần sau khi em đi học đầy đủ nha, cô tổng kết hai cột điểm luôn ha. Lưu ý bạn nào chưa đóng học phí đi đóng học phí cho cô luôn nha. Để cô khóa điểm luôn nha.